Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2516, trà thiền một vị một. Trương đại quan nhân thầm cười trong lòng, Tuệ Không pháp sư đâu? Tam Bảo nói, sư phụ tôi về Đài Loan rồi, tâm tư của ông ta đều đặt trên lễ Phật, những tục vụ này tất cả giao cho tôi, công trình không quản, tài chính không hỏi, tôi đau đầu lắm. Trương Dương nghe mỗi câu của thằng cha này đều không thoát khỏi một chữ tiền, cười nói, ông mời tôi đến nghe ông cào nhau à? Tam Bảo nhếch miệng cười nói, bí thư Trương, ngài ngồi đi, tôi sai người chuẩn bị cơm chay cho ngài. Trương Dương nói, thức ăn thanh đạm tôi ăn không quen. Tam Bảo nói, nhưng chỗ chúng tôi chỉ có cơm chay thôi. Trương Dương nói, lát nữa tôi tới thu dã nhân ra ăn cá. Hòa thượng Tam Bảo vội vàng A-di-đà Phật thiện tai rồi sau đó lại nói tôi mời. Trương Dương cười nói, ông đâu có ăn đồ mặn. Tam Bảo nói, tôi bảo họ mang đồ ăn tới, chúng ta ra rừng cây nhỏ phía sau ăn, anh ăn mặn, tôi ăn chay. Trương đại quan nhân cười ha ha, đi theo hòa thượng Tam Bảo tới rừng cây nhỏ phía sau chùa, không lâu sau, thu dã nhân ra mang cá đã làm xong tới, đương nhiên cũng đồng thời mang tới mấy món chay. Tam Bảo biết Trương Dương thích uống rượu. Đặc biệt cầm một chai kim môn cao lương. Trương đại quan nhân không ngờ trong chùa còn giấu rượu, hắn cười nói, Tam Bảo à Tam Bảo, ông làm hòa thượng cũng tiêu diêu tự tại thật, cái gì cũng không thiếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tam Bảo nói, thiếu tiền. Tục, ông thực sự quá tục khí. Hòa thượng Tam Bảo nói, sư phụ, sư huynh sư đệ tất cả đều tu tâm, chỉ có mỗi tôi lo những tục sự này, Phật có câu. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, những chuyện cố sức mà không được lòng này, chỉ có thể là tôi gánh vác. Phật tổ nếu có linh thiêng, chắc sẽ thấu hiểu một phen khổ tâm này của tôi. Trương Dương ngụm rượu rồi nói đi, rốt cuộc chuyện phiền toái gì. Tam Bảo thở dài nói, bí thư Trương, chẳng lẽ anh không biết An tiên sinh đã qua đời ư? Trương đại quan nhân còn tưởng rằng là đại sự gì, nghe hắn nhắc tới chuyện của An Đức Uyên, gật đầu nói, có nghe. Tôi còn tới tham gia lễ tang của hắn, đúng rồi, An Đức Uyên lúc sinh tiền hình như cúng không ít bạc cho chùa Thu Hà, Tam Bảo, anh theo lý thì nên siêu độ cho hắn chứ. Trong lòng Trương Dương đã minh bạch, khốn cảnh tài chính Tam Bảo trước mắt gặp phải khẳng định có liên quan tới cái chết của An Đức Uyên. Hòa thượng Tam Bảo nói, An tiên sinh lúc sinh tiền từng đáp ứng quyền góp cho chùa Thu Hà, cũng đưa mấy lần rồi, nhưng còn có một khoản chừng 100 triệu đài tệ vẫn chưa tới. Bởi vì hắn qua đời. Tài chính xây dựng của chúng tôi xuất hiện thiếu hụt, chuyện này khiến tôi thực sự hết đường xoay sở. Trương đại quan nhân thầm nghĩ trong lòng, An Đức Uyên chết rồi, khoản tiền này tất nhiên là không tới. Hòa thượng Tam Bảo nói, bí thư Trương, ngài biết đó, cổ tự Thu Hà này lúc trước trùng kiến ít nhiều cũng do bộ chỉ huy nội thành mới các anh dẫn đầu. Nhận được sự chú ý của các giới trong xã hội, quyên góp cũng nhiều, công trình mới được khởi động thuận lợi, hiện giờ gần hoàn công rồi, không ngờ lại xảy ra vấn đề. Trương Dương cười nói, 100 triệu đài tệ chứ có phải là 100 triệu đô đâu, cũng không tính là quá nhiều, chỉ cần Tuệ Không pháp sư ra mặt, các thiện nam tín nữ chẳng phải đều chịu giúp tiền ư, phương trượng không gấp, tiểu hòa thượng ông gấp cái gì. Hòa thượng Tam Bảo lại thở dài, sư phụ đối với việc này đều rất ít hỏi đến, cho tới giờ đều giao cho tôi, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, tôi vẫn chưa nói với ông ta. Hắn hạ giọng, hai ngày trước tôi tới bộ chỉ huy nội thành mới phản ánh tình huống. Các đồng chí bên đó cũng rất nhiệt tình, nhưng toàn là nói những lời quan với tôi, không thể nào được như lúc ngài và bí thư Tần còn làm việc. Trương Dương nói, tiền đâu phải là trừ trên trời rơi xuống, xây dựng nội thành mới cũng thiếu tiền, lực độ ủng hộ đối với việc trùng kiến của các ông như vậy là tốt rồi, Tam Bảo, ông cũng không thể cứ gặp phiền toái là đi tìm chính phủ được. Tam Bảo nói, tôi biết là vậy, nhưng tôi hiện tại quả thực không có biện pháp gì, trùng kiến chùa Thu Hà là tâm nguyện của đám đệ tử cửa Phật chúng tôi và sư phụ. Nếu như không thuận lợi gom góp được tài chính, kỳ hạn công trình chỉ có thể lùi lại. Trương Dương biết những lời này của Tam Bảo là cố ý nói cho mình nghe, hắn cười nói, nếu là An Đức Uyên đã đáp ứng, hắn tuy rằng đã chết, nhưng hắn vẫn còn con trai, ông có thể tìm An Đạt Văn để giải quyết chuyện này. Tam Bảo nói, không phải An Đạt Văn đã xảy ra chuyện ư. Trương Dương gật đầu, đang bị cảnh sát truy nã, trước mắt không biết đang ở đâu. Tam Bảo cảm thán nói, làm nhiều chuyện xấu thì nên bỏ nhiều tiền ra để giải quyết tội ác. Trương đại quan nhân bị những lời này của Tam Bảo chọc cho cười ha ha, hắn nhìn công trường phía trước, lập tức cầm điện thoại gọi cho An Ngữ Thần, nói ra chuyện này, An Ngữ Thần lúc này đã đến Hong Kong, nghe Trương Dương nói xong,
lập tức sảng khoái tỏ thái độ, cô ta sẽ bỏ ra 3.000 vạn đô la Hồng Kông để thực hiện lời hứa này thay chú mình. Tam Bảo căn bản không ngờ chuyện này ở trước mặt Trương Dương lại trở nên đơn giản như vậy, một cú điện thoại là được giải quyết xong, thực sự vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, liên tục rót cho Trương Dương 2 chén rượu để biểu đạt lòng biết ơn. Trương Dương vừa uống xong thì Tam Bảo lại nói, Bí thư Trương, thật ra An Đức Huyên tiên sinh lúc sinh tiền còn chuẩn bị bỏ vốn xây tượng Phật ở núi Ngưu Tân Hải. Trương đại quan nhân thiếu chút nữa thì sặc rượu, khó khăn lắm mới nuốt xuống được ngụm rượu đó, chỉ vào Hòa thượng Tam Bảo nói, ông đúng là không nên đi làm hòa thượng, không đi làm kinh thương hay làm quan thì thật sự là rất có tài mà không phát huy được. Tam Bảo nhìn thấy Trương Dương có phản ứng như vậy thì cũng biết mình hơi tham, hắc hắc cười nói, tôi chỉ nói như vậy thôi, Bí thư Trương đừng để trong lòng. Trương Dương nhớ tới chuyện lúc trước trong đống gỗ mà Kỳ Phong quyên góp có dấu ma hoàng, hạ chén rượu xuống nói, Kỳ Sơn cũng cúng không ít tiền phải không? Tam Bảo gật đầu, Kỳ tiên sinh cũng là một người tốt. Đúng rồi, tháng trước anh ta còn đặc biệt tới, lúc ấy tới cùng một vị bằng hữu, quyên tặng một pho tượng Phật. Trương Dương hờ hững nói, hắn dù sao cũng có tiền, quyên 100 pho tượng Phật cũng không có gì ngạc nhiên. Tam Bảo nói, tượng Phật đó là bằng hữu của hắn quyên, tứ diện Phật. Trương Dương nói, tứ diện Phật ư, chẳng phải là từ Thái Lan à? Tam Bảo nói, công nghệ khá tinh mỹ, tượng Phật có tuổi rồi, Bí thư Trương, ngài nếu có hứng thú thì đợi lát nữa ăn cơm xong rồi tôi dẫn ngài đi xem. Tứ diện Phật mà Tam Bảo nói hiện giờ được cung phụng trong Quy Lai Điện, khi Trương Dương rời khỏi thuận tiện cùng hắn đi xem, tượng Phật cũng không lớn, cao khoảng một thước, được điêu khắc từ thúy ngọc của Miến Điện, chạm trổ tinh mỹ, trong suốt trơn bóng, bảo tướng trang nghiêm. Chương 2517, Trà Thiền Một Vị Hai. Tam Bảo giới thiệu với Trương Dương, tứ diện Phật còn gọi là Phạm Thiên Vương, tính tình ôn nhu, tràn ngập từ bi, nhân ái, bác ái, công chính, cũng là bốn vô lượng tâm của Phật giáo, từ bi hỷ xá, cho nên nguyện hàng phúc cứu tế tất cả thiên thần và. Loại tinh thần từ ái này được Phật Tổ Thích Già Ma Ni tán thưởng, nói chính xác là trong Phật giáo Phạm Thiên thuộc thần chứ không phải Phật, nhưng vì có tinh thần từ ái nên được tín chúng tôn xưng là tứ diện Phật. Bởi vì từ tu phúc mà tu tuệ, từ phạm hành mà đạt tới bồ đề hành, là pháp môn thiện xảo của đạo thành Phật. Trương Dương tuy rằng không phải tín đồ Phật giáo, nhưng cũng chắp tay trước tứ diện Phật, cũng thuận tay cúng 200 đồng công đức. Hòa thượng Tam Bảo như rất kinh ngạc lấy ra sổ công đức, bảo Trương Dương thượng tên mình bên trên. Trên sổ công đức chỉ có hai người ký tên, một là Kỳ Sơn, thứ hai là người đứng đầu trong ố những người quyên tượng Phật, bên trên viết sinh lương vãng sinh. Trương đại quan nhân cũng được coi là đại gia thư pháp, hắn đối với ba chữ này cũng có chút thưởng thức, người đề chữ chắc hẳn có nghiên cứu tinh thâm trên thư pháp. Trương Dương nói với Hòa thượng Tam Bảo, Lưu Vãng Sinh chính là người quỳ góp à? Hòa thượng Tam Bảo gật đầu nói, là hắn. Trong lòng Trương Dương khẽ động, cầm lấy sổ công đức, nói với Tam Bảo, sổ công đức này tôi cầm đi, tranh thủ vận động mấy nhà từ thiện cho ông. Sau khi Trương Dương rời khỏi Thu Hà Cổ Tự, lập tức gọi điện thoại cho Lệ Phù. Bảo cô ta điều tra tư liệu về Lưu Vãng Sinh một chút, đặc biệt cường điệu người này viết chữ rất khá, mình đã có được đề danh mà hắn tự tay viết. Lệ Phù cho Trương Dương một dãy số, bảo hắn gửi chữ. Trương Dương làm xong tất cả thì đã là trạng vạng, hắn lại gọi điện thoại tới nhà Tống Hoài Minh, Liễu Ngọc Oánh đã ở nhà, nghe thấy giọng nói của Trương Dương thì không khỏi cười nói, Trương Dương à, tôi đang định gọi cậu, sao đến Đông Giang lâu như vậy mà không tới nhà chúng tôi chơi? Trương Dương nghĩ thầm tôi cũng muốn tới lắm, nhưng chẳng phải là bị ủy ban kỷ luật giam nhiều ngày ư. Trong lòng mặc dù có chút oán giận, nhưng ở trước mặt Liễu Ngọc Oánh là không dám biểu lộ, cười nói, cô Liễu, cháu mấy ngày nay bận công chuyện, hôm nay mới xong, chú Tống có nhà không ạ? Liễu Ngọc Oánh nói, ông ấy chắc muộn mới về, Trương Dương, buổi tối tới đây ăn cơm đi. Từ trong lời nói của Liễu Ngọc Oánh không nghe ra bất kỳ thành phần không vui nào, Trương đại quan nhân bởi vậy đoán ra. Phong ba gần đây của mình có lẽ Liễu Ngọc Oánh không biết, nhưng loại khả năng này lại tựa hồ không lớn. Trương Dương nói, không được rồi, buổi tối cháu đã đáp ứng bằng hữu, hay là cháu khoảng 8 giờ sẽ tới, có một số lời muốn nói với chú Tống. Liễu Ngọc Oánh nói, được, chờ tới về tôi sẽ nói lại. Trương đại quan nhân sở dĩ không đáp ứng tới Tống gia ăn cơm, một là xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn không biết Tống gia rốt cuộc có thái độ gì, hai là nghe ý tứ của Liễu Ngọc Oánh. Tống Hoài Minh tối nay chưa chắc đã về nhà ăn cơm, cho nên Trương Dương mới quyết định ăn xong cơm chiều mới tới. Trương Dương đúng 8 giờ tôi tới Tống gia, Tống Hoài Minh vẫn chưa về, Liễu Ngọc Oánh đã cho con trai đi ngủ, đang ngồi trong phòng khách xem TV,
nhìn thấy Trương Dương tiến vào, cô ta cười cười đứng dậy, Trương Dương tới rồi à. Trương đại quan nhân cười cười, hắn cầm theo hai hộp trà tới, đây cũng là mượn hoa hiến Phật, hôm nay tới chùa Thu Hà Hòa Thượng Tam Bảo tặng hắn. Liễu Ngọc Oánh nói, đứa nhỏ này, mỗi lần đến là cứ mang theo quà, đúng là càng lúc càng xa lạ. Trương Dương cười nói, cũng có gì đâu à, chính bởi vì là người nhà, cho nên cháu cũng không cố ý chuẩn bị gì. Hai hộp trà này là cao tăng của chùa Thu Hà tặng cho cháu, không phải thường nói thiện trà một vị, trà từ trong chùa mang ra không có khói lửa của thế tục, đặc biệt tặng cho cô và chú Tống nếm thử. Liễu Ngọc Oánh nhìn đồng hồ, chú Tống của cậu chắc đang về rồi, cậu ngồi xem tivi một lát đi, tôi vào pha trà cho hai người, lát nữa vừa uống vừa nói chuyện. Trương Dương cười cười gật đầu, từ thái độ Liễu Ngọc Oánh đối đãi với mình cho thấy, chắc là không giận mình. Xem ra những lời đồn và chuyện nhảm quay chung quanh mình không ảnh hưởng lớn tới Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh vừa mới pha trà xong thì Tống Hoài Minh về, y không biết Trương Dương ở nhà chờ y, nhìn thấy Trương Dương thì gật đầu nói, Trương Dương tới đấy à, sao không gọi điện thoại trước cho tôi? Trương đại quan nhân nghĩ thầm điện thoại của chú đâu có dễ gọi, hắn cười nói, cháu sợ quấy rầy công tác của chú, cho nên trực tiếp chạy tới nhà. Liễu Ngọc Oánh nói, đừng nói tới Trương Dương. Bình thường ngay cả em cũng đâu dám tùy tiện quấy rầy anh, bí thư tỉnh ủy đại nhân công tác bận rộn, người nhà muốn gặp mặt cũng phải thông qua thư ký. Những lời này của cô ta rõ ràng mang theo ý tứ oán giận. Tống Hoài Minh cười cười, canh tân ngủ rồi à. Liễu Ngọc Oánh nghe y nói vậy, biết y có ý đuổi mình, không khỏi oán trách nhìn chồng một cái, cười nói với Trương Dương, hai người nói chuyện nhé, trà tôi pha rồi đó, Hoài Minh. Trương Dương đặc biệt mang trà ngon từ trong chùa đến cho anh, để anh thể hội một chút cái gì gọi là thiện trà một vị. Liễu Ngọc Oánh đi rồi, Trương Dương cười nói với Tống Hoài Minh, chú Tống, không phải trà ngon gì đâu, chính là tăng nhân của chùa Thu Hà tặng cho cháu một ít trà. Tống Hoài Minh nói, tôi cũng không hiểu trà, thử xem thế nào. Trương Dương nhìn thấy Tống Hoài Minh không hề biểu hiện ra vẻ tức giận, trong lòng cũng thả lòng. Ân cần rót trà cho Tống Hoài Minh, đưa cho y. Tống Hoài Minh phẩm ngụm trà rồi nói, hơi đắng, có điều giải khát. Trương Dương nói, công tác của chú Tống bận rộn quá nhỉ. Tống Hoài Minh dựa ra sau, gần đây công tác đúng là khá bận, luôn có những chuyện ngoài kế hoạch. Trương Dương cười cười, không biết chuyện ngoài kế hoạch mà Tống Hoài Minh nói có bao gồm chuyện của mình không. Tống Hoài Minh nói, tôi nghe nói cậu vừa đi thăm phó bí thư Lưu. Trương Dương nghĩ thầm Lưu Diễm Hồng này báo cáo nhanh thật, mình vừa đi. Cô ta đã gọi điện thoại cho Tống Hoài Minh rồi, đúng là bạn học cũ. Hai người này thân thiết thật, Trương đại quan nhân nghĩ như vậy cũng không phải là có suy nghĩ tăm tối, mà là cảm thấy giữa Nhạc Phụ Tương Lai và Lưu Diễm Hồng tựa hồ có chút ám muội. Trương Dương nói cháu tới xem tình huống phục hồi của cô ta. Tống Hoài Minh rất quan tâm tới sức khỏe của Lưu Diễm Hồng, Trương Dương, theo cậu thấy thì cô ta có hy vọng khôi phục đi lại bình thường không? Trương Dương gật đầu nói, có thể. Trong lòng Tống Hoài Minh cảm thấy an ủi, y vô cùng tín nhiệm y thuật của Trương Dương, nếu Trương Dương nói có thể thì nhất định có thể. Tống Hoài Minh nói, đồng chí Diễm Hồng là vì chuyện công mà gặp bất trắc, trong chuyện này, tôi phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu, là tôi phỏng đoán sai tình thế. Chương 2518, trà thiền một vị ba. Trương Dương nói, cát nhân tất có thiên tướng, cháu tin trời cao sẽ công bằng với mỗi người. Với tu vi chính trị của Tống Hoài Minh tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Trương Dương, khóe môi y phát ra nụ cười, tôi nghe Bộ trưởng Tiêu nói, cậu vẫn rất có cảm tình với Tân Hải. Từ những lời này của y chứng minh, Tiêu Nãi Vượng đề nghị Trương Dương thay đổi hoàn cảnh kỳ thật chính là ý tứ của y. Trương Dương gật đầu, cháu trước giờ làm việc luôn phải đến nơi đến chốn. Tống Hoài Minh nói, theo sự xa lưới của đám phần tử hủ bại Trần Cương, Tạm Thế Kiệt, chuyện của Bắc Cảng đã dần dần sáng tỏ. Trương Dương nói, nhưng tên chủ mưu thực sự lại vẫn chưa tìm ra. Hắn cũng không rõ Tống Hoài Minh vì sao muốn mình đi. Chẳng lẽ thực sự là được chim quên ná, đặng cá quên nơm ư? Tống Hoài Minh nói, ngày hôm qua tôi và Yên Nhiên đã nói chuyện rất lâu. Trương Dương hơi ngẩn ra, mấy ngày nay hắn không đề cập với Sở Yên Nhiên về tình hình gần đây của mình, một là không tiện nói, hai là hắn không muốn Sở Yên Nhiên lo lắng cho mình. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương. Cậu nói thật với tôi đi, cậu và Yên Nhiên rốt cuộc định lúc nào thì thành hôn. Vẻ mặt của Trương đại quan nhân không ngờ trở nên có chút xấu hổ, cái đó, cháu và Yên Nhiên bước đầu định ra là vào nguyên đán. Tống Hoài Minh nói, cũng không còn mấy tháng nữa, nhưng tôi không thấy hai đứa chuẩn bị gì cả.
Trương đại quan nhân vốn định nói có gì đâu mà phải chuẩn bị. Nhưng thực sự nói vậy trước mặt Tống Hoài Minh, chẳng phải là có cái hiềm bất kính ư, lộ ra hắn không đủ coi trọng Sở Yên Nhiên. Trương Dương nói, cháu cũng đang muốn thương lượng với chú. Chú Tống. Tống Hoài Minh lại lắc đầu nói, theo cá nhân tôi mà nói thì tôi cũng không đồng ý hôn sự của cậu và Yên Nhiên. Trương đại quan nhân quả thực không thể tin vào tai mình. Một câu của cha vợ tương lai đã phủ định mình một cách kiên quyết như vậy, nghe ngữ khí của y thậm chí ngay cả một chút dư địa cũng không có. Trương đại quan nhân vẻ mặt xấu hổ, ho khan một tiếng, chú Tống, cháu đối với Yên Nhiên là thật lòng. Tống Hoài Minh tựa hồ không có phản ứng gì với những lời này của Trương Dương, y nói khẽ, nhưng tôi cũng hiểu rõ thời đại hiện giờ, đã không còn là thời lệnh cha mẹ lời mai mối nữa rồi. Nhưng tôi dù sao cũng vẫn muốn biểu đạt một chút suy nghĩ của tôi, là cha của Yên Nhiên, tôi chắc có cái quyền này chứ hả? Nụ cười trên khuôn mặt của Trương đại quan nhân càng lúc càng khó coi. Tống Hoài Minh nói, cậu là người trẻ tuổi không tồi, nhưng cậu không phải con rể lý tưởng của tôi. Tính tình của cậu kiệt ngạo bất tuân, tôi thủy chung lo Yên Nhiên nhà chúng ta không thể khống chế được con ngựa mất cương như cậu. Trương đại quan nhân cúi đầu, trông có chút ủ rũ. Nhưng trong lòng thì không phục những lời của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh nói, cậu cũng không cần phải cảm thấy khó chịu, tôi chỉ nói ra quan điểm của mình mà thôi, quan điểm của tôi không ảnh hưởng đến lựa chọn của Yên Nhiên. Những lời này mới là trọng điểm, Tống Hoài Minh đương nhiên hiểu rõ, con gái mình sớm đã chấp nhập tiểu tử này, cái nhìn của y không quan trọng. Tống Hoài Minh lại nói, cậu là người trẻ tuổi chính trực, có năng lực, có chính nghĩa cảm, có trách nhiệm, đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người thưởng thức cậu. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, ông cuối cùng cũng khen tôi được một câu. Tống Hoài Minh lại đổi đề tài, nhưng cậu cũng có khuyết điểm của cậu, có những khuyết điểm đối với tôi mà nói thì là không thể chấp nhận và dễ dàng tha thứ. Tống Hoài Minh tuy rằng không nói rõ, nhưng trong lòng Trương đại quan nhân đã rõ ràng, 10 phần có 9 Tống Hoài Minh đã tìm hiểu về chuyện phong lưu của mình, đối với một nhạc phụ mà nói thì đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho một thằng con rể lăng nhăng như vậy, ở góc độ của y, đây là phản bội con gái mình. Trương đại quan nhân tất nhiên không thể nói với Tống Hoài Minh chuyện mình từ triều tùy vượt thời không tới được, lại càng không dám ngang nhiên tuyên truyền giảng giải tình cảm quan và đạo đức quan của mình, cho nên hiện tại Trương đại quan nhân chỉ có thể biểu hiện ra như đứa nhỏ làm sai, cúi đầu, bộ dạng khiêm tốn thụ giáo, nhưng sâu trong lòng hắn lại đang thầm than, ông không phải tôi, ông sao có thể lý giải sự mâu thuẫn và rối rắm của tôi. Tống Hoài Minh nói, là một người cha, tôi chỉ có thể xuất phát từ lợi ích của con gái mình. Hy vọng cậu có thể lý giải. Trương Dương nói, cháu minh bạch, trước mặt trưởng bối khôn khéo như Tống Hoài Minh, Trương đại quan nhân không cần thiết phải nói những lời như mình nhất định sẽ đối xử tốt với Yên Nhiên, nói cũng vô ích, nói ra người ta cũng chưa chắc đã tin. Tống Hoài Minh nói, bỏ qua tầng quan hệ của Yên Nhiên, tôi vẫn rất thưởng thức cậu, cho nên cậu không cần lo lắng tôi sẽ quan báo tư thù, bảo cậu rời khỏi Tân Hải là quyết định của tôi, đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là tôi bất mãn với cậu. Trương Dương nói, chú Tống, cháu không rõ vì sao nhất định phải bắt cháu rời khỏi Tân Hải. Thật ra Trương đại quan nhân đang rối rắm rốt cuộc nên gọi là bí thư Tống hay tiếp tục gọi là chú Tống, vào thời khắc cuối cùng vẫn quyết định gọi chú Tống, bất kể ông không xem trọng tôi thế nào, bất kể trong lòng ông phản đối tôi và con gái ông kết hôn như thế nào, nhưng trên thực tế tôi chính là con rể của ông. Tống Hoài Minh nói, tôi trước đó đã từng nói với cậu rồi, cậu là tướng tài, nhưng lại không phải là một soái tài. Năng lực của cậu là ở chỗ khai sáng cục diện, thực sự tới khi cục diện được khai sáng rồi, trên phương diện tổ chức và quản lý thì cậu lại tồn tại thiếu sót. Những lời này của Tống Hoài Minh hiển nhiên không định cho Trương Dương mặt mũi. Tuy rằng Trương đại quan nhân cảm thấy lời nói của Tống Hoài Minh không lọt tai, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Tống Hoài Minh vẫn nhìn mình rất thấu đáo, tài năng quản lý của mình đích xác không có gì nổi bật, nhưng mình cũng có rất nhiều sở trường. Ví dụ như phương diện chiêu thương dẫn tư, phóng mắt khắp Bình Hải không tìm đâu ra được người thứ hai có năng lực như mình. Trương Dương nói, nếu chú đã quyết định thì cháu cũng không có gì để nói. Tống Hoài Minh đương nhiên có thể nhìn ra Trương Dương có chút ưu tư, y nói khẽ chỉ bảo cậu chuẩn bị tâm lý thôi, không phải đi ngay, đối với cậu mà nói thì thay đổi lần này cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Trương Dương nói, chú Tống, cháu cũng không giấu gì chú. Thật ra cháu vẫn luôn coi Tân Hải là điểm cuối trong con đường chính trị của cháu không muốn làm nữa. Tống Hoài Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, vẫn là vẻ mặt thản nhiên, cầm trà lên nhấp một ngụm. Yên Nhiên cũng từng nói với tôi rồi. Trương Dương nói, chú cũng không phải là người đầu tiên nói cháu không thích hợp làm quan,
bí thư Cố lúc trước cũng từng nói như vậy với cháu, Kiều lão cũng thế. Tống Hoài Minh mỉm cười, nếu nhiều người như vậy đều nói cậu không thích hợp, vì sao cậu vẫn kiên trì trong quan trường? Trương Dương nói, chính là tò mò, cảm thấy chơi vui, lúc ban đầu khi tiến vào quan trường, quả thực cảm thấy có chút thú vị, nhưng càng lúc càng phát hiện so với trong tưởng tượng của cháu thì nặng nề hơn rất nhiều, đen tối hơn rất nhiều, cho nên cháu bắt đầu muốn rút, không phải bởi vì là chú muốn điều cháu khỏi Tân Hải, cảm thấy mất mặt nên mới nói vậy, mà là suy nghĩ thật lòng của cháu. Tống Hoài Minh gật đầu. Trương Dương nói, nếu như cháu vẫn còn quyến luyến với quan trường, đó là bởi vì trong lòng cháu còn có tiếc nuối, cháu vẫn chưa tra được hung phạm hại chết Cung Kỳ Vĩ, cháu vẫn chưa tìm được tên hung đồ khiến đồng chí Lưu Diễm Hồng bị liệt, cháu muốn làm rõ căn nguyên Bắc Cảng trở thành nơi có nhiều tội phạm buôn lậu nhất, cháu muốn có câu trả lời cho mình, bằng không cháu vĩnh viễn không thể an tâm. Tống Hoài Minh nói, chính trị không thể xen lẫn quá nhiều nhân tố tình cảm, một người yêu ghét rõ ràng thường thường không thích hợp tồn tại trong quan trường. Trương Dương nói, cháu hiện tại không thích quan trường một chút nào, quyền lực có thể thay đổi một người, cháu hôm nay đã gặp Vinh Bằng Phi, nhìn thấy hắn đứng trước quán ba năm đó Khương Lượng ngộ hại, hắn rất rối rắm, cháu quen hắn lâu như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy hắn thương tâm đến thế. Tống Hoài Minh nói, trong quan trường không có lòng đồng tình. Nhớ tới sự thay đổi của Vinh Bằng Phi, y cũng không khỏi chán nản. Trương Dương nói, rất rõ ràng lần này hắn đã đứng sai hàng. Tống Hoài Minh thở dài, một người bất kể vào lúc nào cũng không nên vứt bỏ nguyên tắc của mình. Trương Dương nói, cháu hy vọng làm việc thì có thể đến nơi đến chốn. Tống Hoài Minh nói, cuối năm nhé, 2 tháng thời gian chắc đủ để cậu xử lý việc này rồi. Từ những lời này của Tống Hoài Minh, Trương Dương đã minh bạch, quyết định bảo mình rời khỏi Tân Hải sẽ không thay đổi. Trương Dương bỗng nhiên đưa ra một vấn đề, chú Tống, ai sẽ tiếp nhận công tác của cháu? Tống Hoài Minh không hề nghĩ ngợi nói với hắn đáp án ngay, Kiều Bằng Phi. Chương 2519, Trà Thiền Một Vị 4. Trương Dương cuối cùng cũng minh bạch sự vi diệu của chính trị, Tống Hoài Minh bảo mình rời khỏi Tân Hải không phải là hứng nhất thời, mà là có suy nghĩ và kế hoạch chu mật. Phong ba mà bí thư ủy ban kỷ luật Lưu Chiêu và Vinh Bằng Phi giấy lên lần này đã khiến Tống Hoài Minh ý thức được sự cai trị của mình có thể tồn tại nguy cơ. Dùng thế xét đánh đả kích Lưu Chiêu chỉ là bước đầu tiên của y, bước thứ hai chính là thể hiện thực lực thực sự của mình. Có thể nói chuyện lần này chẳng những bắt các thường ủy phải lựa chọn xếp hàng, cũng khiến Tống Hoài Minh kiên định lập trường của mình. Lựa chọn Kiều Bằng Phi, không chỉ là tỏ thái độ, hơn nữa lợi dụng chuyện này để thắt chặt quan hệ với Kiều gia. Khi Trương Dương rời khỏi Tống gia tâm tình có chút trầm trọng, hắn bỗng nhiên phát hiện mình ở trong quan trường giao tranh nhiều năm như vậy. Vẫn coi mình là một lộng triều nhân theo gió vượt sóng, nhưng đến cuối cùng, vẫn chỉ chẳng qua là một con thuyền cô đơn lênh đênh theo sóng, chỉ cần người khác thích. Tùy thời đều có thể ném hắn đi. Đèn đỏ phía trước đổi thành đèn xanh lại đổi thành đèn đỏ, suy nghĩ của Trương Đại Quan Nhân cũng luân phiên biến hóa theo đèn xanh đèn đỏ. Hắn không lựa chọn đi, xe lặng lẽ đỗ ở đầu đường, bên ngoài gió rất lớn, cho dù ngồi bên trong xe kín vẫn có thể nghe thấy tiếng gió rít. Trương Dương nhớ tới Sở Yên Nhiên, cầm điện thoại tìm số của cô ta, nhưng vào khoảnh khắc ấn nút gọi thì liền do dự. Cuối cùng hắn gọi cho Tần Thanh, ở phương diện tố dưỡng chính trị, Tần Thanh so với mình thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trương Dương, Tần Thanh liền nhạy bén cảm thấy được hắn đang có tâm sự, nói khẽ có phải gặp chuyện gì rồi hay không. Trương Dương nói, anh có thể sẽ phải rời khỏi Tân Hải. Tần Thanh nói, anh không phải đã sớm chuẩn bị rời khỏi rồi ư. Trương Dương thở dài, kể lại cuộc đối thoại giữa mình và Tống Hoài Minh tối nay lại cho cô ta. Tần Thanh nói, rời khỏi chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Trương Dương nói, nhưng anh không muốn ra đi một cách như vậy. Tần Thanh nói, thật ra trong nhân sinh rất nhiều chuyện đều là không có kết quả. Trương Dương nói, nếu như em còn ở Bình Hải, em vẫn là lãnh đạo của anh thì tốt biết bao. Tần Thanh nói, Trương Dương, trong lòng anh mang quá nhiều thứ, có lẽ có một số việc nên nói ra. Em nghĩ không ai trách anh đâu. Gác điện thoại, Trương Dương tựa hồ đã khôi phục, hắn bấm số điện thoại của Sở Yên Nhiên. Bên Sở Yên Nhiên gió rất lớn, cô ta hét vào điện thoại, bảo, anh đợi chút, giọng nói của cô ta bị gió lớn thổi cho thất linh bát lạc. Từ trong ống nghe có thể nghe thấy Sở Yên Nhiên đang đi vào trong nhà, cô ta thở hổn hển nói, gió lớn quá, Trương Dương, anh không nhìn thấy tình huống bên này đâu. Hoành tráng lắm. Trương Đại Quan Nhân nở nụ cười, thật sự rất muốn cùng em xem một lần.
Sở Yên Nhiên nói đi, sao lại gọi vào lúc này, bên anh hình như đã là đêm khuya rồi mà. Trương Dương nói, khuya rồi, gió cũng rất lớn. Cho nên anh nhớ tới em à. Trương Dương nói, Yên Nhiên, anh bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với em. Sở Yên Nhiên ở đầu dây bên kia ngây ra một thoáng, sau đó nói, thật ra em không muốn anh có lỗi với em. Em thà để em có lỗi với anh. Trương Dương nói, anh nói thật là, anh có rất nhiều chuyện không nói thật với em. Sở Yên Nhiên nói, vậy đừng nói, nếu như nói dối có thể khiến em hạnh phúc, vậy anh đừng ngại nói dối em cả đời. Trương Đại Quan Nhân không biết vì sao mà mũi đột nhiên cay cay, thằng ôn này không ngờ lại rơi lệ. Sở Yên Nhiên ở đầu dây bên kia không ngờ cũng có thể phát hiện ra hắn đang khóc, ôn nhu nói, làm sao vậy? Anh khóc à, đàn ông đàn an sao lại khóc, anh không thấy mất mặt à? Trương Dương nói, anh đâu có khóc, em nói gì vậy? Ngón tay lại lau nước mắt. Sở Yên Nhiên nói, anh nghĩ gì tưởng em không biết à? Anh có phải vẫn luôn nghĩ em là một con bé ngốc, dễ lừa, cho nên vẫn luôn lừa em, hiện tại đột nhiên lương tâm cắn rứt, trong lòng cảm thấy áy náy, khổ sở, có phải ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có hay không? Trương Đại Quan Nhân nói, là áy náy, khổ sở, nhưng anh không muốn chết, không phải anh sợ chết, mà là anh thương em, anh sợ anh nếu chết, em nghĩ không thông lại tuẫn tình vì anh. Sở Yên Nhiên gắt, nằm mơ, nói không chừng anh hôm nay chết, ngày mai em liền trang điểm xinh đẹp. Đi đón một cuộc sống tình cảm mới. Trương Dương nói, nếu thực sự là vậy, anh biến thành quỷ cũng sẽ chúc phúc cho em, những ngày em còn sống, mỗi ngày đều chúc phúc cho em. Ôi, Trương Dương, anh cũng độc ác thật. Trương Dương day day mũi, nói, anh. Đừng nói, em minh bạch cả mà. Trương Dương nói, anh đã nói với em rồi, anh chính là người cổ đại. Sở Yên Nhiên nói, dù là người ngoài hành tinh thì sao? Anh cho rằng em bây giờ còn có lựa chọn khác ư? Trương Dương nói, Yên Nhiên, em để anh nói ra hết có được không? Không được, đừng nói gì cả, tóm lại, em ghét anh tiếp tục lăn lộn trong quan trường rồi, em không muốn để anh rời khỏi tầm mắt của em lâu như vậy nữa, chuyện đã xảy ra, em không quan tâm, em chỉ biết, ngày mùng 1 tháng 1 năm sau, em sẽ ở đây đợi anh. Sở Yên Nhiên nói xong liền gác máy. Trương Đại Quan Nhân nghe tiếng tút tút trong điện thoại. Bỗng nhiên ôm miệng, nhắm mắt lại ngửa mặt lên, nước mắt tùy ý rơi xuống trong bóng đêm. Người ta tới tuổi già luôn có thói quen ngủ muộn, đã là đêm khuya nhưng trong thư phòng của Kiều Lão vẫn sáng đèn, ông ta vẫn đeo kính viễn đọc sách dưới đèn. Kiều Trấn Lương gõ cửa phòng, bưng một bát cháo yến bước vào. Kiều Lão đặt sách vào giá, duỗi lưng, lúc này mới nhớ tới nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc nói, đã muộn thế này rồi cơ à. Kiều Trấn Lương cười nói, đã nói với cha bao nhiêu lần rồi, đừng ngủ muộn quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Kiều Lão nói, ra rồi, thời gian ngủ càng lúc càng ít, như vậy cũng tốt, có thể nhìn thế giới trước mắt nhiều hơn, qua một đoạn thời gian nữa thì có thể thoải mái mà ngủ rồi. Kiều Trấn Lương đưa cháo yến cho cha, Kiều Lão nhận lấy húp hai ngụm, nói, ừ, tổ yến này không tồi. Kiều Trấn Lương nói, tổ yến này là cao trọng hòa biếu. Kiều Lão nói, tiểu cao của thính công an Bình Hải ấy hả? Kiều Trấn Lương cười cười gật đầu, là hắn, mấy ngày trước có tới kinh thành họp, vốn định tới thăm cha, nhưng thời gian có chút gấp gáp, cho nên nhờ người đưa hai hộp tổ yến tới chỗ con mang cho cha. Kiều Lão nói, tiểu tử đó không tồi, tôi vẫn nhớ rõ, trước đây khi tôi tới Vân An khảo sát, là hắn phụ trách an toàn cho tôi, ấn tượng để lại cho tôi vô cùng sâu sắc. Kiều Trấn Lương cười nói, cũng không phải là tiểu tử nữa rồi. Con trai hắn cũng được hơn 20 rồi. Kiều Lão nói, bọn nhỏ đều trưởng thành rồi, bất chi bất giác đã già rồi. Nói xong ông ta tạm dừng một chút, bằng cử ở nước Mỹ có khỏe không? Kiều Trấn Lương cười khổ nói, cha, nó liên lạc với cha còn nhiều hơn con ý chứ, bình thường nó ngay cả điện thoại cũng lười gọi cho con. Kiều Lão nói, thằng ôn này đúng là, lúc trước tôi muốn nó tiến vào chính đàn, nhưng nó sống chết không chịu, cứ đòi làm kinh thương, kết quả đâm ra cái phễu lớn như vậy. Khiến cho Kiều gia chúng ta mặt xám mày cho, có điều cũng may nó trải qua chuyện này cuối cùng cũng nhận được bài học, hiện tại biết khôn rồi. Kiều Trấn Lương nói, trong điểm này nó không bằng bằng phi. Kiều Lão nói, đứa nhỏ bằng phi này tôi cũng không ngờ, trước đây tính tình của nó trong đống con cháu là ẩu nhất, không ngờ hiện tại hoàn toàn thay đổi. Kiều Trấn Lương nói, lúc trước cha tống nó tới Tạng Biên, đoạn kinh lịch nhập ngũ đó đối với nó quả nhiên có ích. Kiều Lão nói, ngọc không mài thì không nên thân. Con cháu của Kiều gia chúng ta dù sao vẫn hơi quá nuông chiều,
cũng may phát hiện của chúng ta vẫn chưa tính là quá muộn. Kiều Trấn Lương nói, cha, Bằng Phi rất nhanh sẽ tới Tân Hải đảm nhiệm chức thị trưởng tạm thời. Kiều lão hơi ngẩn ra, Tân Hải ư, nó làm bí thư huyện ủy Xuân Dương hình như cũng chưa lâu mà. Kiều Trấn Lương nói, thời gian tuy rằng không lâu, nhưng thành tích quả thực đã làm ra không ít, lãnh đạo thượng cấp vẫn rất coi trọng nó. Kiều lão nói, Tân Hải ư, nếu như tôi không nhớ lầm thì bí thư thị ủy Tân Hải hình như là Trương Dương. Tiểu Tống an bài như vậy là muốn Bằng Phi tới thay vị trí của Trương Dương ư. Kiều Trấn Lương mỉm cười. Kiều lão lắc đầu, sau đó không nói chuyện tiếp, ăn xong tổ yến, để bát sang một bên, nội bộ Bình Hải không yên ổn. Kiều Trấn Lương nói, đổi thành là con cũng sẽ không để con rể tương lai của mình tiếp tục nhậm chức, mấy ngày trước, Lưu Chiêu hình như còn làm khó Trương Dương. Kiều lão lạnh lùng nói, Lưu Chiêu ư, hắn có gan lớn vậy hả, ai chống lưng cho hắn? Kiều Trấn Lương nói, chuyện đã qua rồi, Hoài Minh làm việc vẫn rất có cách, đóng vững đánh chắc, phong ba lần này chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Kiều lão nói, cũng không phải mâu thuẫn địch và ta, sao cứ phải làm oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết, tôi thực sự không hiểu đám trẻ tuổi này. Chợt lại nhíu mày, nóng vội không ăn được đậu hũ ngon, vì sao đạo lý đơn giản như vậy mà lại có nhiều người không hiểu đến thế? Kiều Trấn Lương nói, cha thấy chuyện của Bằng Phi. Chương 2520, không thể quay đầu một. Kiều lão nói, tôi hiện tại già rồi, các anh kết giao với bằng hữu thế nào, kết giao bằng hữu với ai, tôi không thể, can thiệp nói tóm lại, bất kỳ chuyện gì cũng phải chú ý tới môn đương hộ đối, đây không phải là quan niệm môn hộ, vật họp theo loài, người phân theo đàn, đây là kinh nghiệm, lão tổ tông tổng kết ra, trải qua trăm ngàn năm nghiệm chứng, khẳng định là có đạo lý. Một người bạn ngu xuẩn có thể sẽ kéo ngã cả đoàn đội, bày ra thế công trước tiên chưa chắc đã có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Thật ra những đạo lý này anh đã hiểu từ lâu rồi, cũng không cần hỏi tôi, kinh nghiệm ở phương diện này tôi so với anh thì mạnh hơn, nhưng đến tuổi của tôi rồi, rất dễ sẽ dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, một khi xảy ra sai lầm, sẽ ngàn ly đi một dặm. Cho nên vào thời điểm mấu chốt anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Kiều Trấn Lương nghiêm túc thụ giáo. Kiều lão mỉm cười nói, quan trọng nhất là, vào bất kỳ lúc nào cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo. Đầu óc của Trương Đại Quan Nhân tỉnh táo trước giờ chưa từng có, hắn bỗng nhiên minh bạch, dụng ý thực sự Tống Hoài Minh bảo hắn rời khỏi là sự tồn tại của mình đã trở thành uy hiếp trong chính trị của Tống Hoài Minh, tựa như Văn Hạo Nam, mỗi khi tới lúc biến ảo, có người sẽ muốn lợi dụng hắn để dựng chuyện. Có lẽ Tống Hoài Minh chính là thông qua chuyện này để đánh giá mạo hiểm tương lai có thể xuất hiện và áp lực mà mình sắp sửa phải đối mặt, y muốn loại trừ toàn bộ nhược điểm có thể tồn tại. Trở lại chính phủ Nhất Chiêu tỉnh, Trương Dương bắt đầu nhớ lại tất cả, từng chuyện, giống như mới ngày hôm qua, sờ sờ ngay trước mặt, rất rõ ràng và chân thực. Tuồng phấn khích tới mấy cũng có lúc phải kết thúc, thật ra cho dù Tống Hoài Minh không nói tới chuyện này, Trương Dương cũng đã quyết định kết thúc cuộc sống chính trị ở Tân Hải, nhưng nhân tính là mâu thuẫn. Tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng một là chủ động, một là bị động, cảm thụ trong lòng cũng hoàn toàn bất đồng. Trương Đại Quan Nhân đêm không ngủ, đang ngồi trên giường ngơ ngác xuất thần thì lại nghe thấy bên ngoài ban công truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trong lòng cảnh giác, hắn bật dậy khỏi giường, thân thể dán sát trên trần nhà, theo đại thừa quyết của hắn đột nhiên tăng mạnh, những công phu nắm giữ trước đây cũng tăng thêm một bậc, vận dụng bích hổ du tường thuật đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Không lâu sau thì nghe thấy cửa ban công chậm rãi mở ra, mượn ánh trăng bên ngoài, có thể nhìn thấy một thân ảnh màu đen yểu điệu lẻn vào trong phòng, cô ta rón ra rón rén tới trước giường. Cúi đầu muốn xem tình hình trên giường thì mới phát hiện trên giường không có ai. Cô ta ngẩn ra, xoay người nhìn phía sau, cảm thấy một thứ cưng cứng dí vào hông mình, cấm động. Chính là Trương Đại Quan Nhân dùng ngón tay đi ôm huyệt đạo của cô ta hai chân mềm nhũn, ngã xuống giường. Trương Đại Quan Nhân vươn tay ra lột mặt nạ của cô ta, liền thấy nữ tử lớn mật lẻn vào phòng mình không ngờ là Tần Manh Manh. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên sẽ không mắc mưu giống như tối hôm trước, bởi vì hắn biết Tần Manh Manh thực sự đã lên máy bay tới nước Mỹ rồi, người hiện tại xuất hiện trong phòng mình khẳng định là giả mạo. Trương Dương bật đèn, mượn ánh đèn quan sát phần mặt của cô ta, quả nhiên phát hiện sau tai cô ta có một cái vệt mỏng, Trương Đại Quan Nhân vươn tay gẩy gẩy một lúc, không ngờ lột ra được một tầng da. Hai mắt của Tần Manh Manh giả theo dõi hắn, trong ánh mắt không hề có một chút vẻ e ngại, Trương Đại Quan Nhân chậm rãi lột mặt nạ dùng để ngụy trang của cô ta, khuôn mặt tươi vui của Tang Bối Bối lập tức lộ ra trước mặt hắn. Trương Đại Quan Nhân trong lòng thực sự là dở khóc dở cười,
Tang Bối Bối này quả nhiên là lắm trò, cô giả dạng thành Tần Manh Manh làm gì? Hắn vươn tay giải huyệt đạo cho Tang Bối Bối. Tang Bối Bối sau khi khôi phục tự do thì vươn tay ra nhéo tai hắn, lại bị Trương Dương tóm lấy cổ tay, nửa đêm nửa hôm, lẻn vào phòng một cán bộ trẻ tuổi, mưu đồ gây rối, em cẩn thận không anh báo cảnh sát bắt em lại đó. Tang Bối Bối cười khanh khách nói, có gan thì anh báo cảnh sát đi, nếu cảnh sát tới, xem trong chúng ta ai có thể nói rõ ràng hơn. Trương đại quan nhân thở dài nói, em đúng là giỏi gây chuyện. Tang Bối Bối cười nói, em gây chuyện gì? Trương Dương nói, em tự dưng đi giả dạng làm Tần Manh Manh làm gì? Tang Bối Bối nói, thì ra anh đã sớm phát hiện rồi. Tối hôm qua anh vì sao không vạch trần em? Trương đại quan nhân bị cô ta hỏi cho ngớ ra. Mình không thể nói với cô ta là mình bởi vì hiểu lầm mà làm ra sự kiện ô long với Tần Manh Manh được. Chuyện này không thể nói, Trương đại quan nhân nhếch môi cười cười. Tang Bối Bối nói, có phải sự xuất hiện của em đã làm mộng tưởng của anh tan biến hay không? Anh cho tới bây giờ vẫn cho rằng tối hôm qua người là chuyện đó với anh là Tần Manh Manh. Trương đại quan nhân nói, anh sợ em rồi. Tang Bối Bối nói, Trương Dương à Trương Dương, anh cũng không phải là hạng tốt lành gì. Tiện nghi của em gái nuôi anh cũng chiếm, nhìn cái bộ dạng của anh tối hôm qua, em cũng thấy ngượng thay cho anh. Mặt Trương đại quan nhân nóng lên, cái đó, anh là tương kế tự kế, biết thời biết thế, nếu không thỏa mãn em thì em sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Thôi đi, đừng có tự sướng, anh là người như thế nào em chẳng lẽ còn không biết ư? Tang Bối Bối đứng lên, sửa sang lại mái tóc, tựa vào bàn làm việc nhìn Trương Dương. Trương đại quan nhân nói, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn anh. Sao anh cảm thấy như là nhìn phạm nhân ấy? Tang Bối Bối cười nói, anh đây là chột dạ. Trương Dương nói, nhà đầu, hôm nay tới đây làm gì? Là tối hôm qua thử hương ngọt rồi, cho nên tối nay lại tới ôn lại mộng uyên ương với anh ư. Phì, em nghĩ lại thấy ủy khuất lắm, tối hôm qua trong đầu anh có phải toàn nghĩ đến Tần Manh Manh hay không? Trương đại quan nhân không nói gì, chỉ cười xấu xa. Tang Bối Bối đi ra phía trước, nhéo tai hắn. Lần này thì bắt được, hơn nữa nhéo rất mạnh, anh là tên cuồng tình dục biến thái, không ngờ coi em là người khác. Trương đại quan nhân thực sự rất ủy khuất, chuyện tối hôm qua không thể trách hắn, là Tang Bối Bối tự cải trang để trêu hắn, hiện tại ngược lại còn đổ tội cho hắn. Trương đại quan nhân duỗi tay ra ôm eo cô ta, kéo Tang Bối Bối xuống giường, xoay người đè cô ta xuống, vậy. Để anh bồi thường em nhé. Tang Bối Bối xì một tiếng khinh miệt, sau đó nói, buông ra. Em tối nay là có chính sự tìm anh. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy thì lúc này mới thả cô ta ra. Tóc Tang Bối Bối vừa mới chỉnh lại lại bị Trương Dương làm rối, dứt khoát cởi dây buộc tóc, nói khẽ cái chữ cứ anh gửi cho Dạ Oanh đã làm giám định bút tích rồi, tên đề chữ chính là An Đức Hằng. Trương đại quan nhân nhíu mày, sự thật quả nhiên đã nghiệm chứng suy đoán của hắn, như vậy xem ra An Đức Hằng quả thực đã sớm liên lạc với Kỳ Sơn, Kỳ Sơn diệt trừ An Đức Uyên chắc có liên hệ tới An Đức Hằng. Chương 2521, không thể quay đầu hai. Tang Bối Bối nói, Dạ Oanh nói, anh có biện pháp tìm được An Đức Hằng. Trương Dương nói, An Đức Hằng quả thực đang ở Đông Giang ư. Tang Bối Bối nói, chúng em đã tra ghi chép xuất nhập cảnh rồi, hắn sau khi nhập cảnh từ ngày 13 thì không đi đâu cả, hai tuần trước từng đăng ký vào ở khách sạn Quân Duyệt, ở đó một đêm thì đi, từ đó về sau, không còn bất kỳ ghi chép đăng ký ăn ở gì của hắn nữa. Trương Dương nói cách khác, hắn bắt đầu từ lúc đó thì không ở khách sạn nữa. Tang Bối Bối nói, Kỳ Sơn chắc biết hành tung của hắn. Trương Dương nói, hắn chưa chắc đã chịu nói. Tang Bối Bối nói, An Đức Hằng này rất nguy hiểm, hơn nữa hắn biết rất nhiều tin tức, chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất tìm được hắn. Kỳ Sơn gần đây đã chuyển nhượng không ít nghiệp trong tay, xem ra hắn chắc là chuẩn bị rời khỏi. Kỳ Sơn đã ký xong hợp đồng chuyển nhượng khách sạn Tuệ Nguyên. Khi rời khỏi tòa nhà Huy Hoành, hắn nhận được điện thoại của Trương Dương, nói là muốn nói chuyện với hắn. Kỳ Sơn hẹn thời gian địa điểm với Trương Dương, không người tiến vào xe Mercedes đã chờ hắn ở đó. Ngũ ca không hề lập tức khởi động ô tô, mà nói khẽ, lão bàng đã đến Nam Mỹ rồi. Kỳ Sơn nói, tất cả ở bên đó đã an bài cho hắn rồi chứ. Ngũ ca gật đầu nói, yên tâm đi, tất cả đều không có vấn đề. Kỳ Sơn thở dài nói, tôi luôn cảm thấy có lỗi với hắn, lớn tuổi vậy rồi mà còn phải đi xa. Ngũ ca nói, hợp đồng ký xong chưa? Kỳ Sơn nói, Tuệ Nguyên từ ngày mai đã thuộc về người khác. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói, thủy sản Tứ Hải đã ngừng kinh doanh nửa năm rồi,
tình huống tồn kho thế nào? Ngũ ca nói, cái nên xử lý thì tất cả đã xử lý xong rồi, chỉ còn một ít hàng tồn và thiết bị, lão thang bỏ 5.000 vạn, muốn tiếp nhận tất cả tứ hải. Kỳ Sơn nói, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à. Ngũ ca nói, ý của anh là. Kỳ Sơn nói, tiêu hủy tất cả đi. Ngũ ca giật mình, giá trị không nhỏ đâu. Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, thế là ngũ ca không nói gì nữa, Kỳ Sơn nói, Trương Dương tìm tôi. Ngũ ca nói khẽ, anh không nên thân thiết với hắn quá. Kỳ Sơn nhắm mắt lại, nói khẽ, hắn chắc là đã đoán được gì đó, muốn thông qua tôi để tìm người. Ngũ ca nói, hắn là quan. Lời nhắc nhở vốn không cần phải nói nhiều, ý tứ tiếp là, chúng tôi là giặc, Trương Dương đó không tin được. Kỳ Sơn nói, hắn đối với tôi cũng tính là không tồi. Kỳ Sơn bảo ngũ ca đưa hắn tới trại tạm giam, đi vào trong đó thăm viên Hiếu Thương đã giam giữ đang chờ khởi tố. Theo sự xa lưới của Trần Cương và Tảm Thế Kiệt, hành vi buôn lậu của huynh đệ Viên gia ở Bắc Cảng ngày xưa càng lúc càng bại lộ nhiều, chuyện Viên Hiếu Thương bị định tội đã là ván đã đóng thuyền. Nếu như không phải có quan hệ, muốn gặp Viên Hiếu Thương cũng không dễ dàng, nhưng Kỳ Sơn dù sao cũng là Kỳ Sơn, hắn ở Đông Giang tuy rằng không thể dùng từ thủ nhãn thông thiên để hình dung, nhưng cách cảnh giới này cũng không quá xa. Viên Hiếu Thương rõ ràng trắng hơn nhiều, tra hỏi nhiều lần thực sự đã khiến tâm lý hắn bị dày vò. Trong khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn mất tin tức của người nhà, nhìn thấy Kỳ Sơn, câu đầu tiên của Viên Hiếu Thương chính là có tin tức của vợ và con trai tôi không? Kỳ Sơn cười cười đưa cho hắn một tấm ảnh, trên ảnh là vợ và con trai của Viên Hiếu Thương, bối cảnh là nhà hát Sydney nổi tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt của vợ và con trai, mắt Viên Hiếu Thương đỏ lên, hắn nhìn thật kỹ bức ảnh đó, thật lâu sau mới trả lại cho Kỳ Sơn, nói khẽ, rất tốt. Kỳ Sơn nói, anh yên tâm. Cuộc sống của bọn họ rất khá. Viên Hiếu Thương ngẩng đầu, dùng phương thức này để khống chế tâm tình đang bốn bề sóng dậy, một lát sau mới nói, tôi có thể không ra được. Kỳ Sơn hiểu rất rõ những tội ác của Viên Hiếu Thương, hắn biết những lời này của Viên Hiếu Thương không phải là nản lòng thoái chí, mà là nói tình hình thực tế, tuy rằng Kỳ Sơn cho rằng mình phải nói mấy câu an ủi, nhưng hắn lại minh bạch Viên Hiếu Thương là người lý trí và tỉnh táo, loại người như vậy không cần an ủi. Kỳ Sơn nói, anh vĩnh viễn không một hán tử. Viên Hiếu Thương nói, tôi rất hối hận, tôi đang nghĩ, tôi dốc sức làm nhiều năm như vậy, trả giá nhiều cố gắng như vậy là vì gì? Lúc trước ước nguyện ban đầu tôi ra sức làm ăn là để người nhà của tôi có một cuộc sống tốt, để bọn họ phải lo cơm ăn áo mặc, để bọn họ cả đời được hạnh phúc, nhưng khi tôi có thể cho họ tất cả muốn điều này, bọn họ lại phải đối mặt với nỗi đau mất đi tôi. Tay Viên Hiếu Thương run rẩy, hắn sợ hãi không phải vì hình phạt mà hắn sắp gặp phải. Mà là vì hắn có thể sẽ không còn được gặp lại người nhà nữa. Kỳ Sơn nói, nếu như điều kiện cho phép thì tôi có thể an bài cho bọn họ trở về tha anh. Viên Hiếu Thương ra sức lắc đầu, đừng, chờ có một ngày anh làm cha rồi, anh sẽ biết, người cha vĩnh viễn muốn thể hiện mặt tốt nhất ở trước mặt con trai, tôi hiện tại như thế này không muốn để nó nhìn thấy, tôi không muốn nó biết cha nó là một tù nhân. Kỳ Sơn mấp máy môi. Viên Hiếu Thương nói, nếu như có thể dùng tài phú để đổi lấy sự đoàn tụ của cả nhà, tôi nguyện ý táng ra bại sản. Kỳ Sơn nói, tôi sẽ mời luật sư tốt nhất cho anh. Viên Hiếu Thương nói, cảm ơn anh có thể tới thăm tôi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Kỳ Sơn, đừng giống như tôi, nhân lúc còn có cơ hội, nhanh chóng rời khỏi đây đi. Trương Dương ngồi trên ghế của quảng trường Lầu Canh, nhìn người trước mặt đi đi lại lại, địa điểm và thời gian đều là Kỳ Sơn chọn. Nhưng Kỳ Sơn lại đến muộn 10 phút, sau khi Trương Dương quen Kỳ Sơn, chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Trương đại quan nhân chờ đến nhàm chát, dứt khoát kiếm gói hạt ngô ở đó cho chim bồ câu ăn, nhìn đám chim bồ câu ríu rít dưới chân, cũng thấy vui vui. Kỳ Sơn từ xa nhìn thấy hắn, thấy đàn chim xúm lại chỗ Trương Dương thì không khỏi mỉm cười, Trương đại quan nhân này thật đúng là biết tìm việc để làm. Nhìn thấy Kỳ Sơn tới đây, Trương Dương đổ tất hạt ngô ra đất. Sau đó vỗ vỗ tay đón Kỳ Sơn tới, oán giận nói, gặp anh còn khó hắn gặp tỉnh trưởng. Kỳ Sơn cười nói, trên đường gặp chút chuyện, cho nên tới muộn. Trương Dương chỉ về phía trước, hai người đi dọc theo con đường ở quảng trường. Kỳ Sơn nói, buổi chiều tôi tới thăm Viên Hiếu Thương. Trương Dương nghe thấy tên của Viên Hiếu Thương thì không khỏi thở dài, phiền toái của hắn lần này không nhỏ. Kỳ Sơn nói, Trần Cương khai ra không ít chuyện. Vụ án huynh đệ bọn họ có liên quan tới rất nặng, chắc là sẽ bị phán nặng. Trương đại quan nhân vẫn có chút thưởng thức đối với Viên Hiếu Thương, cái khác không nói,
chỉ cần là chuyện lần này quay chung quanh mình, Trần Cương như chó điên cắn loạn, nhưng Viên Hiếu Thương lại từ đầu tới đuôi khăng khăng nói không biết chuyện Trương Dương hủy thi diệt tích, chỉ từ điểm này cũng cho thấy nhân phẩm của Viên Hiếu Thương so với Trần Cương thì tốt hơn nhiều. Kỳ Sơn nói, hắn nói, nếu như có thể quay đầu, hắn tuyệt đối sẽ không đi lên con đường phạm tội này, chẳng gì quan trọng bằng người nhà được bên nhau. Chương 2522, không thể quay đầu 3. Trương Dương gật đầu nói, muộn rồi. Hắn thật lòng xót xa thay cho Viên Hiếu Thương. Kỳ Sơn nói, hắn còn trẻ, chắc còn có cơ hội. Trương Dương nói, mỗi người đều có cơ hội. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nói, em trai tôi còn có cơ hội không? Kỳ Phong đã bị giết, một người chết tất nhiên không thể có cơ hội nữa. Trương Dương nói, Kỳ Sơn, anh tin trên thế giới này là có báo ứng hay không? Tin, tôi tin hung thủ hại chết Kỳ Phong nhất định sẽ gặp báo ứng. Kỳ Sơn nói khẽ, hắn bình tĩnh nhìn vào mắt Trương Dương, minh bạch dụng ý chân chính của những lời này của Trương Dương là gì. Trương Dương nói, một quân cờ bất kể quan trọng cỡ nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi sẽ hy sinh, thủy chung không thoát khỏi được vận mệnh bị người ta lợi dụng. Kỳ Sơn nói, ăn được một thì phải bỏ một. Anh chắc quen Lưu Vãng Sinh. Kỳ Sơn rõ ràng ngây ra một thoáng, chợt hắn nhíu mày, nặn ra vẻ mặt ngu ngơ, trước giờ chưa nghe nói tới cái tên này. Trương Dương nói, Kỳ Sơn, anh là người thông minh, tôi không muốn nói lời vô nghĩa với một người thông minh, tên thật của Lưu Vãng Sinh là An Đức Hằng, hắn là em trai của An Đức Huyên chú của An Đạt Văn, năm đó huyết án của An gia là một tay hắn chế tạo, tôi đã nhắc tới với anh chuyện này rồi. Kỳ Sơn mỉm cười nói, có ư, tôi sao không nhớ rõ. Trương Dương nghiêm mặt nói, An Đức Huyên rốt cuộc là chết như thế nào, không cần tôi nhắc anh, tôi cũng không có hứng thú vòng vo với anh, An Đức Hằng này tôi muốn có. Kỳ Sơn nói, nếu như tôi biết hắn ở đâu thì nhất định sẽ nói với anh, nhưng tôi căn bản không quen An Đức Hằng, anh hiện tại tìm tôi đòi người, có phải có chút ép buộc hay không? Trương Dương nói, trò chơi bảo hổ lột da không phải ai cũng có thể chơi được đâu. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ những lời này của anh. Trương Dương nói, nghe nói anh đã chuyển nhượng tuệ nguyên rồi. Tất cả những điều này của Kỳ Sơn đều là tiến hành trong bí mật, rất ít người biết chuyện của hắn. Nghe Trương Dương hỏi như vậy, hắn không khỏi bật cười, tin tức của bí thư Trương quả nhiên linh thông, tôi hôm nay vừa mới ký hợp đồng chuyển nhượng xong. Trương Dương nói, nhìn thấy kết cục của Viên Hiếu Thương có phải có chút thọ tử hồ bi hay không? Kỳ Sơn nói, tôi không rõ ý của anh. Trương Dương nói, bất kỳ ai cũng đều sẽ trả giá cho chuyện mà mình đã làm, không có ngoại lệ. Kỳ Sơn thở dài, có lẽ về sau cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không nhiều. Trương Dương nói, tâm an là tốt rồi. Hắn nói xong thì không nói gì với Kỳ Sơn nữa, xoay người đi vào trong gió thu. Ngơ ngác đứng trên quảng trường, cho tới lúc Ngũ Ca hắn bên cạnh tới, nói khẽ ông chủ, buổi tối còn có sinh ý phải bàn. Kỳ Sơn gật đầu, bỗng nhiên nói, không đi. Nhưng, Kỳ Sơn nói, không đi. Tiếng đàn dừng lại, Lâm Tuyết Quyên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô ta buông đàn violon, song bóng dáng xinh đẹp vẫn lưu lại cho người tới. Nói khẽ, sao anh lại tới đây? Kỳ Sơn cười cười, không đi về phía Lâm Tuyết Quyên, mà là tới cạnh đàn dương cầm, ngồi xuống ghế, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào phím đàn đen trắng đan sen, nhưng lại không ấn xuống, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, giai điệu chỉ vang lên trong đầu hắn. Lâm Tuyết Quyên cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm đầu tiên vang lên, sau đó lại chìm vào yên tĩnh, Kỳ Sơn chậm rãi dậy nắp đàn lại, đứng dậy nói, lạ rồi, lâu rồi không chạm, tôi không đánh được đàn nữa. Lâm Tuyết Quyên nói, anh cũng khó tránh được không quen tay, chỉ cần anh dụng tâm luyện lại, rất nhanh sẽ có thể thuần thục giống như trước đây. Ánh mắt Kỳ Sơn nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Tuyết Quyên, còn có thể giống như trước đây ư. Lâm Tuyết Quyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt của Kỳ Sơn, ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống. Kỳ Sơn lặng lẽ đợi đáp án của cô ta. Lâm Tuyết Quyên nói, tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Kỳ Sơn nói, có nghĩ tới thay đổi hay không? Có hay nghĩ tới rời khỏi nơi này không, tới một nơi mà không ai biết chúng ta không? Hai mắt Lâm Tuyết Quyên nháy mắt sáng ngời, nhưng ánh sáng đó chỉ lóe lên trong khoảnh khắc, rất nhanh lại ảm đạm rồi, thuận buồm xuôi gió. Kỳ Sơn ngơ ngác nhìn Lâm Tuyết Quyên, không ngờ cô ta lại trả lời mình một câu như vậy, chẳng lẽ là mình vẫn nói chưa đủ rõ, tôi có thể bỏ hết những việc đang làm. Lâm Tuyết Quyên lắc đầu, ánh mắt của cô ta cực kỳ kiên định, có thể ư? Có thể. Lâm Tuyết Quyên nói, anh là đại trưởng phu có hùng tâm tráng trí,
mà tôi chỉ chẳng qua là một tiểu nữ nhân chỉ muốn sống an an ổn ổn, thế giới của chúng ta vốn đã bất đồng, anh có thể bỏ tất cả, nhưng tôi thì không thể, tôi có cha mẹ, tôi có thân nhân, tôi có bằng hữu. Thế giới của tôi không chỉ có một mình anh. Nội tâm Kỳ Sơn thực sự rất đau đớn. Lâm Tuyết Quyên nói, anh đừng cảm thấy đau khổ, thật ra tôi không quan trọng như anh tưởng tượng đâu, nam nhân các anh đều là như vậy, đều cho rằng mình có thể mang tới hạnh phúc cho người khác, nhưng lại không hỏi hạnh người khác muốn là gì. Hạnh phúc tôi muốn không phải rời xa gia hương, hạnh phúc tôi muốn không phải tiền tài và địa vị, hạnh phúc tôi muốn không chỉ là tình yêu thôi đâu, hạnh phúc tôi muốn anh căn không thể cho. Khuôn mặt Kỳ Sơn trở nên không còn giọt máu, hắn gật đầu, bỗng nhiên phát hiện cho tới nay mình chưa chân chính hiểu được Lâm Tuyết Quyên, hắn nói khẽ, đã hiểu đã hiểu. Anh vĩnh viễn không hiểu đâu. Nhìn thân ảnh của Kỳ Sơn biến mất trong màn đêm, Lâm Tuyết Quyên rốt cuộc không khống chế được tình cảm, nước mắt tuôn rơi, cô ta cảm thấy, kiếp này mình không bao giờ yêu được nữa, bởi vì cô ta không bao giờ muốn tưởng loại đau khổ khắc cốt minh tâm này. Lâm Tuyết Quyên một mình cầm đàn ngây người trong phòng một giờ, mới rời khỏi dàn nhạc, gió cuối mùa thu rất lạnh, Lâm Tuyết Quyên kéo chặt áo gió, dùng khăn quàng cổ màu đỏ che cổ, cô ta đã trải qua vô số xuân hạ thu, cô ta tin chắc mình vẫn có thể đi tiếp một mình. Một chiếc xe Vương Miện màu đen đỗ bên cạnh cô ta, cửa xe mở ra, một nam tử dáng người cường tráng rất cung kính làm động tác mời, Lâm tiểu thư, Kỳ tiên sinh mời cô đi ăn cơm. Lâm Tuyết Quyên lắc đầu nói, tôi không có thời gian. Cô ta còn chưa nói xong thì nam tử đó liền xông lên dùng khăn bịt miệng cô ta, Lâm Tuyết Quyên cảm thấy một khí tức gay mũi sộc vào óc, sau đó cô ta không biết gì nữa. Kỳ Sơn phát hiện mình rất cô độc, từ sau khi em trai chết, loại cảm giác cô độc này càng lúc càng trở nên mãnh liệt, trên thế giới này, hắn không có bằng hữu chân chính, năm đó người cho hắn động lực để không ngừng kiếm tiền để thay đổi cảnh ngộ là Lâm Tuyết Quyên, mà khi hắn có tài phú và tất cả những gì từng ước ao, hắn lại mất đi nữ nhân này. Sau đó hắn lại mất em trai, hắn thề sẽ báo thù cho Kỳ Phong, khi hắn cuối cùng giết chết được An Đức Huyên rồi, trong lòng lại không có khoái cảm sau khi đã báo được thù. Hắn từng muốn có được cả thế giới này, cũng dựa theo phương thức của mình mà cố gắng, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện mình chẳng có được gì cả. Chương 2523, không thể quay đầu 4. Viên Hiếu Thương xa lưới khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm, chính là cảm giác nguy hiểm này thúc đẩy Kỳ Sơn kết thúc tất cả sinh ý trong nước, quyết định rời khỏi nơi này. Đối với Kỳ Sơn mà nói, người đó trong lòng hắn vướng bận nhất thủy chung là Lâm Tuyết Quyên. Trước đây giữa hắn và Lâm Tuyết Quyên còn tồn tại chướng ngại Hoắc Vân Trung, nhưng hôm nay Hoắc Vân Trung và Lâm Tuyết Quyên đã ly hôn, Lâm Tuyết Quyên đã tự do, giữa bọn họ vốn không nên tồn tại bất kỳ vấn đề gì nữa mới đúng. Nhưng câu trả lời tối nay của Lâm Tuyết Quyên đã triệt để phá vỡ tất cả ảo tưởng của Kỳ Sơn. Ô tô lẳng lặng chạy trên đường cái của Đông Giang, theo dòng xe cộ chen chúc, Kỳ Sơn không nói muốn đi đâu, Ngũ Ca lặng lẽ lái về phía trước. Chuyện đã sai có phải vĩnh viễn không thể làm lại hay không? Kỳ Sơn nói khẽ, như là hỏi Ngũ Ca, nhưng lại như nói một mình. Ngũ Ca không trả lời, vẫn tập trung tinh thần lái xe. Di động của Kỳ Sơn đổ chuông, hắn nhìn số. Không ngờ là Lâm Tuyết Quyên gọi tới, nội tâm Kỳ Sơn đầy kích động, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới bắt máy, Lâm Tuyết Quyên lúc này gọi tới phải chăng cuối cùng đã ngách si thông, có lẽ sẽ cho hắn muốn đáp án mà hắn muốn. Nhưng giọng nói truyền đến trong điện thoại không phải là của Lâm Tuyết Quyên, một giọng nói cười cợt vang lên, Kỳ Tổng, muốn cùng ngài bàn chắt sinh ý đúng là khó thật. Lưng Kỳ Sơn trở nên cứng ngắc, tay trái hắn theo bản năng nắm chặt thành quìa, biến hóa tình tự của hắn lại không phản ứng ra giọng nói. Mỉm cười nói, Lão Thang, muộn thế này rồi còn gọi tới có việc gì? Lão Thang nói, không có gì quan trọng cả, chỉ là chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, chỉ chờ Kỳ Tổng tới ngồi, không biết Kỳ Tổng tối nay có chịu nể mặt tôi hay không? Kỳ Sơn cười nói, đâu có, tôi lập tức tới ngay. Kỳ Sơn dập máy, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, Ngũ Ca, Duyệt Thủy Lâu. Nói khẽ có việc à? Kỳ Sơn lạnh lùng nói, không có chuyện gì lớn đâu. Sinh ý của Duyệt Thủy Lâu vẫn luôn rất tốt, nhưng tối nay lại vắng vẻ, trong bãi đỗ xe trước cửa chỉ có 5-6 chiếc xe đỗ ở đó, bởi vì tối nay Duyệt Thủy Lâu bị một người bao trọn. Kỳ Sơn đi xuống ô tô, nói khẽ với Ngũ Ca, tôi một mình đi lên là được rồi, anh ở chỗ này chờ tôi. Ngũ Ca nói, nếu 20 phút sau anh không ra thì tôi sẽ lên. Kỳ Sơn mỉm cười nói, nơi này là Đông Giang, đối diện chính là Cục Công an thành phố Đông Giang. Hắn dám nói chuyện ở đây thì sẽ không gây sự, yên tâm đi. Kỳ Sơn đi vào đại sảnh Duyệt Thủy Lâu,
hai người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen đã chờ ở đó, nhìn thấy Kỳ Sơn tiến vào, đồng thời cúi người hô chào Kỳ Tổng. Kỳ Sơn nói, Lão Thang đâu? Lão Thang ngồi trong phòng chữ thiên ở tầng 3 của Duyệt Thủy Lâu, trên bàn cơm gỗ lim khắc hoa đủ cho 20 người ngồi bày đầy đồ ăn, người ngồi lại chỉ có một mình hắn. Lão Thang dáng người to béo, thể trọng hơn 200 cân, khó tránh khỏi tạo cho người ta một loại ấn tượng lóng ngóng. Hắn thủy chung tươi cười, thoạt nhìn tựa như một pho tượng Phật Di Lặc, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng đảo quanh, làm cho tướng mạo nhìn như trung hậu này lại tăng thêm mấy phần giàu hoạt. Phía sau Lão Thang là bốn gã đại hán thân hình cao lớn, mặc tây trang thuần một màu đen, thoạt nhìn có chút sát khí uy phong. Lão Thang mời khách, người được mời là Kỳ Sơn, không có người tiếp khách, vốn không cần phải là cái bàn to như vậy. Kỳ Sơn nhìn cảnh trước mắt, mỉm cười nói, Lão Thang, phô trương quá nhỉ. Lão Thang mỉm cười, không long trọng chút thì sao có thể thể hiện được thành ý của tôi. Ngồi đu, hắn cũng không ngờ Kỳ Sơn dám một mình tới đây, Lão Thang sở dĩ chọn bàn tròn lớn như vậy, là vì hắn thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy tùy thời sẽ có người tính kế mình, bất giác muốn duy trì khoảng cách với người khác. Kỳ Sơn ngồi xuống đối diện Lão Thang, khoảng cách của hai người rất xa. Lão Thang nói, ai cũng nói Kỳ Tổng can đảm hơn người, hôm nay tôi được kiến thức rồi. Kỳ Sơn mỉm cười nói, dám đi con đường này thì phải không sợ chết. Lão Thang đánh mắt ra hiệu, thủ hạ đi lên rót rượu cho Kỳ Sơn, vươn tay ra che miệng chén, lạnh lùng nói, thời gian của tôi rất quý giá, hơn nữa tôi cũng không uống rượu, Lão Thang, chúng ta hay là nói chuyện chính sự đi. Lão Thang nói, không vội, trước tiên uống một chén đã, Kỳ Tổng chắc là sẽ nể mặt tôi chứ. Kỳ Sơn lạnh lùng nhìn Lão Thang. Lão Thang bưng chén rượu trước mặt lên uống một ngụm, trước tiên làm một chén đã. Hắn giơ chén lên, hiển nhiên là muốn Kỳ Sơn uống một chén. Kỳ Sơn nói, Lão Thang, quen anh lâu như vậy, tôi mới biết anh thích miễn cưỡng người khác. Lão Thang cười nói, không phải miễn cưỡng, chỉ là muốn được nể mặt thôi. Kỳ Sơn gật đầu, dịch tay ra, để người ta rót đầy chén rượu trước mặt mình, bưng lên uống, hắn nhíu mày, ho khan một tiếng. Vừa đặt chén không xuống, lập tức có người rót cho hắn chén thứ hai. Lão Thang nói, nghe nói Kỳ Tổng muốn đi. Kỳ Sơn nói, chuyện nghe nói đa số đều là không đáng tin. Lão Thang cười nói, Kỳ Tổng đúng là Kỳ Tổng, khí phách hơn hẳn người khác, cho dù là giáp mặt nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Kỳ Sơn nói, anh muốn gì? Lão Thang vẫn mày mặt tươi cười, Tứ Hải đã không làm nữa, tôi định tiếp nhận toàn bộ. Kỳ Sơn cầm chén trà. Uống ngụm trà rồi nói, bao nhiêu? Lão Thang vươn năm ngón tay ra. Kỳ Sơn nói một cách khinh rẻ, 500 ngàn. 5 đồng, lời Lão Thang nói ra khiến cho người ta nghẹn họng, giờ khắc này, khí phách và sự hung hãn của hắn mới đột nhiên bộc lộ. Kỳ Sơn cười, khi hắn mỉm cười, không ngờ còn gật đầu tốt. Giá rất công bằng. Tôi muốn toàn bộ, trong vòng 3 ngày, đưa cho tôi toàn bộ thiết bị và phối phương của anh. Ngữ khí của Lão Thang rất không cho phép nghi ngờ. Kỳ Sơn gật đầu, không cần 3 ngày, cho tôi 12 tiếng đồng hồ chuẩn bị. Lần này đến phiên Lão Thang ngạc nhiên. Kỳ Sơn nói, nếu cô ta bị đứt một cái móng tay thôi, anh biết hậu quả là gì đó. Kỳ Sơn nói xong, uống cạn chén rượu trên bàn rồi sau đó ném xuống đất, chén vừa rơi, hơn 10 tên mặc áo đen ở sau bình phong lao ra. Kỳ Sơn nhìn chung quanh rồi nói một cách khinh rẻ, trường hợp lớn quá. Lão Thang, tiền đi lại lần này chỉ sợ không ít. Hắn đứng lên, tới giá treo áo cầm áo gió của mình, mặc vào rồi bước đi. Kỳ Sơn vừa đi ra khỏi cửa lớn của Duyệt Thủy Lâu, Ngũ Ca đã lái xe tới, Kỳ Sơn tiến vào ô tô, nhắm mắt lại nói, đưa tới nhà cậu tôi. Ngũ Ca ngửi thấy mùi rượu, nói khẽ anh uống rượu à. Kỳ Sơn không nói gì, tựa hồ đã tiến vào mộng đẹp. Thị trưởng Đông Giang Phương Chi Đạt đã rất lâu rồi không gặp đứa cháu ngoại này của mình. Từ sau khi Kỳ Phong chết, cảnh sát đã điều tra ra rất nhiều hành vi phạm tội của Kỳ Phong lúc sinh tiền, điều này khiến cho Phương Chi Đạt rất khó mất mặt, bởi vậy y đối với Kỳ Sơn cũng sinh ra thái độ không tốt. Với sự hiểu biết của y về hai đứa cháu ngoại này của mình, Kỳ Sơn thành thục ổn trọng, tâm cơ thâm trầm, Kỳ Phong chỉ là một thằng nhóc mới lớn, tuy rằng cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng phạm tội nào của Kỳ Sơn. Nhưng Phương Chi Đạt vẫn kiên trì cho rằng chuyện Kỳ Phong đã làm, Kỳ Sơn nhất định biết. Và tất cả đều có liên quan tới hắn. Từ lúc đó, Phương Chi Đạt liền bắt đầu cố ý xa lánh với đứa cháu ngoại này, trên sinh ý y không giúp đỡ Kỳ Sơn, cho nên cũng không nghĩ có một ngày lại bị Kỳ Sơn liên lụy. Kỳ Sơn tới chơi có chút ngoài ý liệu của Phương Chi Đạt,
thậm chí Trung Thu năm nay bọn họ cũng không đón cùng nhau, Kỳ Sơn chỉ sai người mang quà về, Kỳ Sơn làm người khôn khéo, đương nhiên có thể nhìn ra cậu cố ý xa lánh hắn, bởi vậy cũng rất ít quấy rầy Phương Chi Đạt, tận lực không mang tới phiền toái cho y, lặng lẽ phân rõ giới tuyến với y. Phương Chi Đạt ngồi trong phòng khách, cầm nhật báo Đông Giang, khi Kỳ Sơn tiến vào chào hỏi, y chỉ rời ánh mắt khỏi tờ báo trong chốc lát, ừ một tiếng, ngay sau đó lại nhìn vào tờ báo, tới đấy à. Kỳ Sơn cười cười, ngồi xuống bên cạnh cậu cậu, tối nay cháu ở đây. Phương Chi Đạt buông báo, tháo kính viễn, day day mũi, cậu hình như rất lâu rồi không ở chỗ tôi. Kỳ Sơn nói, có một số việc muốn nói với chú. Phương Chi Đạt gật đầu. Kỳ Sơn nói, cháu chuẩn bị kết thúc sinh ý bên này, tới Australia. Phương Chi Đạt nói, tốt, vì sao muốn đi? Kỳ Sơn nói, ở mãi một chỗ cũng chán, cho nên muốn thay đổi hoàn cảnh. Cũng tốt, Phương Chi Đạt gật đầu, trong lòng lại nghĩ chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, giữa hai người cũng không có tiếng nói chung, nói vài câu, Phương Chi Đạt ngáp một cái rồi đứng dậy đi ngủ. Kỳ Sơn một mình ngồi trên sofa xem TV, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, hắn cầm điện thoại ở bên cạnh, gọi cho Trương Dương. Trương đại quan nhân vừa mới trở lại khách sạn không lâu, đang chuẩn bị tắm rửa thì di động đổ chuông, nhìn thấy là số lạ, sau khi bắt mới biết là Kỳ Sơn dùng máy bàn gọi. Kỳ Sơn nói, Trương Dương, tôi có thể giúp anh tìm người đó, nhưng anh phải giúp tôi làm một chuyện. Chuyện gì? Kỳ Sơn nhìn bốn phía, giọng nói vẫn bình tĩnh, Tuyết Quyên bị người ta bắt cóc. Trương đại quan nhân nghe thấy tin tức này, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn đương nhiên biết địa vị của Lâm Tuyết Quyên trong lòng Kỳ Sơn. Kỳ Sơn sau khi Lâm Tuyết Quyên mất tích vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tố chất tâm lý này thật sự hơn xa người bình thường. Trương Dương nói, có lẽ người anh nên báo là cảnh sát. Chương 2524, điều kiện trao đổi 1. Kỳ Sơn nói, tôi báo cảnh sát thì cô ta nhất định phải chết, anh hãy kiên nhẫn nghe tôi nói, nhất cử nhất động của tôi hiện tại đều có người giám sát, người bắt cóc cô ta là có mục đích, muốn lợi dụng cô ta để ép tôi làm việc tôi không muốn làm, người bên cạnh tôi xảy ra vấn đề, tôi bị người ta bán đứng rồi. Trương Dương hít một hơi lạnh, xem ra tình thế quả thực rất xấu. Kỳ Sơn nói, con người của lão thang tôi rất hiểu. Bất kể tôi có làm theo lời hắn hay không, hắn cũng sẽ không trả Tuyết Quyên cho tôi, một khi tôi đưa cho hắn thứ hắn muốn, cho dù hắn không xuống tay với tôi thì người bán đứng tôi cũng sẽ nhất định không bỏ qua cho tôi. Trương Dương nói, anh muốn tôi làm gì? Kỳ Sơn nói, lão thang cho rằng rất hiểu tôi, nhưng tôi cũng hiểu hắn, anh giúp tôi cứu Tuyết Quyên về, bảo đảm cô ta bình an vô sự, tôi sẽ giúp anh tìm được Lưu Vãng Sinh. Trương đại quan nhân không cần suy nghĩ đáp ngay, được. Kỳ Sơn nói, anh không sợ tôi lừa anh ư? Trương Dương nói, trong lòng tôi, anh thủy chung là bằng hữu của tôi. Nội tâm Kỳ Sơn rất cảm động, hắn thấp giọng nói với Trương Dương tin tức có thể hữu dụng với hắn, không quên dặn dò, Trương Dương, anh nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, nhất thiết phải đảm bảo Lâm Tuyết Quyên được bình an vô sự, nếu cô ta xảy bất kỳ chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh làm bất kỳ chuyện gì. Trương Dương nói, yên tâm đi. Anh nếu có thể tìm tới tôi thì nên có lòng tin vào tôi. Sau khi Trương đại quan nhân buông điện thoại, lập tức liên hệ với Lệ Phù và Tang Bối Bối, một giờ sau, bọn họ gặp mặt trong căn cứ bí mật của Quốc An ở Nam Giao Đông Giang. Trương Dương nói chuyện Kỳ Sơn tìm mình với họ. Lệ Phù đầu tiên là tra tư liệu về Lão Thang, trên màn hình máy tính hiện ra ảnh của Lão Thang, Lệ Phù nói, Thang Đại Thọ, Nam, Vân An, Trung Quốc, năm nay 47 tuổi. Từng bởi vì trộm cướp mà vào tù năm 82, năm 89 thì ra tù, sau khi ra tù kinh doanh bán xỉ rượu và thuốc lá, là ông chủ của cửa hàng Tỏa Hồng Phong. Trương Dương nói, Kỳ Sơn nói là hắn bắt cóc Lâm Tuyết Quyên. Tang Bối Bối nói, một người bán rượu và thuốc lá, một người bán thủy sản, có thể có mâu thuẫn gì? Lệ Phù nói, căn cứ vào tư liệu chúng ta nắm giữ được, Kỳ Sơn đang chuẩn bị di cư, nghiệp trong tay đang chuyển nhượng dần. Nếu Thang Đại Thọ thực sự làm ra chuyện bắt cóc Lâm Tuyết Quyên, nhất định có liên quan tới sinh ý của Kỳ Sơn. Trương Dương nói, tra địa chỉ của Thang Đại Thọ đi. Lệ Phù gõ mấy cái trên bàn phím, Thang Đại Thọ trước mắt đang ở Đông Giang, hắn ở Đông Giang có 7 căn nhà, cơ hồ trong mỗi một căn đều có tình nhân, vợ và hai con gái của hắn đã di dân tới Canada. Trương Dương nói, lập tức khống chế người nhà của Thang Đại Thọ. Lệ Phù và Tang Bối Bối đồng thời nhìn về phía Trương Dương. Ánh mắt hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc, hắn lúc này chỉ huy như thật, thoạt nhìn giống như là một tướng quân. Trương Dương nói, đừng nhìn anh như vậy,
chuyện này rất quan trọng, Kỳ Sơn đáp ứng, chỉ cần chúng ta cứu được Lâm Tuyết Quyên ra thì hắn sẽ giúp chúng ta tìm được An Đức Hằng. Lão Thăng cho hắn 12 tiếng đồng hồ, nói cách khác, trước 9 giờ sáng ngày mai hắn phải giao ra tất cả những gì Lão Thăng muốn. Tang Bối Bối nói, anh sao mà tin được Kỳ Sơn? Hắn có nói với anh Lão Thăng hắn đòi gì không? Trương Dương lắc đầu. Lệ Phù nói, anh không thể để Kỳ Sơn lợi dụng anh được. Trương Đại Quan Nhân vốn định nói hắn không có gan đó, nhưng lời nói đến bên môi lại biến thành, ngay cả chút tín nhiệm như vậy cũng không có thì còn tính gì là bằng hữu. Lệ Phù nói, em thấy Lão Thăng tìm hắn rất có khả năng là liên quan tới thứ chế tạo thuốc phiện, nếu không cũng sẽ không bắt cóc Lâm Tuyết Quyên để áp chổi hắn ta, còn có một điểm em không nghĩ ra, Kỳ Sơn ở Đông Giang cũng có thế lực rất khá, vì sao hắn không tự đi cứu người mà nhờ anh giúp? Trương Dương nói, hắn nói thủ hạ của hắn đã bán đứng hắn. Lâm Tuyết Quyên đối với hắn rất quan trọng, hắn không dám mạo hiểm. Tang Bối Bối nói, mặc kệ, dù sao cũng phải cứu người, trước tiên cứu Lâm Tuyết Quyên ra đã rồi tính. Lệ Phù nói, chúng ta chia binh ba đường, tôi phụ trách liên hệ với phía Canada, tranh thủ khống chế người nhà của Lão Thang, Bối Bối phụ trách điều tra mạng lưới tội phạm của Lão Thang, một khi thẩm tra ra thì lập tức liên hệ với cảnh sát để tiến hành đả kích toàn diện, về phần chuyện bắt Lão Thang thì giao cho anh. Cô ta vỗ vỗ vai Trương Dương. Trương Dương nói, Lâm Tuyết Quyên không thể xảy ra chuyện được, nếu không thì Kỳ Sơn khẳng định sẽ không giúp chúng ta. Lệ Phù nói, hắn tự cầu phúc đi. Trong lòng Trương Dương không khỏi trầm xuống, ý tứ của Lệ Phù rất rõ ràng, chuyện lần này rất có thể sẽ khiến hành vi phạm tội của Kỳ Sơn trước đây bại lộ, hắn không trốn được chế tài của pháp luật. Trương Đại Quan Nhân lặng lẽ lẻn vào biệt thự của Lão Thang ở trên núi, căn biệt thự này của Lão Thang diện tích rất lớn, là hai biệt thự hệ thống độc lập xây lại mà thành. Phương tiện bảo vệ và theo dõi vô cùng tiên tiến, nhưng điều này căn bản không làm khó được Trương Đại Quan Nhân, Trương Dương dễ dàng tránh được máy theo dõi, vượt tường vây, tiến vào bên trong sân chưa được vài bước thì liền nghe thấy tiếng hú kinh thiên động địa của còi báo động. Trương Đại Quan Nhân căn bản không ngờ biện pháp an toàn của đám buôn lậu rượu và thuốc lá này lại nghiêm mật như vậy, không ngờ trong tường vây cũng thiết lập một tầng hàng rào hồng ngoại vô hình, hắn vốn cho rằng bằng vào khinh công vượt qua tường vây, tránh được phạm vi của camera thì sẽ ok. Không ngờ cuối cùng vẫn vân bị phát hiện. Sau khi còi báo động vang lên, nhưng thấy hai bóng đen nhanh chóng tới gần Trương Dương, thị lực của Trương Đại Quan Nhân siêu quần, từ xa đã phân biệt ra là hai con tạng ngao, há cái mồm to như chậu máu, lộ ra răng nanh dày đặc, lao về phía Trương Dương. Thân thể Trương Đại Quan Nhân ngửa ra sau, song trưởng đồng thời chém ra, cơ hồ đồng thời vỗ vào ót hai con tạng ngao, chỉ nghe thấy một tiếng ẳng, hai con đều đi đời nhà ma. Đây cũng không phải là Trương Đại Quan Nhân không thích bảo vệ động vật, mà là những lúc như thế này không thể đắn đo quá nhiều. Lão Thang vẫn chưa ngủ, đang ôm tình nhân của hắn trong lòng, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn suy nghĩ về Kỳ Sơn. Kỳ Sơn này có thể hùng bá trên thị trường thuốc phiện Đông Giang nhiều năm cũng không phải ngẫu nhiên. Lão Thang tuy rằng tự nhận tóm được mạch môn của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, sợ Kỳ Sơn bật lại. Tiếng cảnh báo khiến Lão Thang trong nháy mắt bật dậy. Hắn đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm liên tiếp, Lão Thang trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng rút súng dưới gối, tay hắn vừa mới chạm vào báng súng thì liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng kính vỡ, một đạo bóng đen đã phá cửa sổ mà vào. Lão Thang cầm súng xoay người muốn bắn, đối phương đã tóm lấy cổ tay hắn, sau đó một quyền nện lên mặt hắn. Chương 2525, điều kiện trao đổi 2. Khi Lão Thang mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên bàn cơm trong nhà mình, ở bên cạnh là một gã nam tử xa lạ đang ngồi, trong tay hắn cầm một ly rượu vang, uống một ngụm, sau đó hắt chỗ rượu vang còn lại vào mặt Lão Thang. Lão Thang run giọng nói, anh là ai? Lúc này trên mặt Trương Đại Quan Nhân đeo mặt nạ tinh xảo, cho dù là hắn nhìn vào gương cũng không nhận ra được mình, Trương Dương nói, Lâm Tuyết Quyên có phải ở trong tay anh hay không? Nghe thấy tên của Lâm Tuyết Quyên. Lão Thang lập tức minh bạch mục đích đối phương lẻn vào trong nhà mình, run giọng nói, muốn gì? Bao nhiêu tiền, chỉ cần buông tha tôi lập tức đưa cho anh. Trong lòng Lão Thang, trên thế giới này không có gì có thể đả động được người ta hơn tiền. Trương Dương cười một tiếng, đứng dậy tới trước tủ rượu, cầm một lọ mao đài, mở ra rồi đổ lên người Lão Thang, rượu này không phải giả đúng không, thử tí đi. Lão Thang sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, ai bảo anh đến? Kỳ Sơn ư, có phải Kỳ Sơn hay không? Trương Dương nói, Lâm Tuyết Quyên ở đâu? Lão Thang tuy rằng sợ đến nỗi hồn bất phụ thể,
nhưng miệng hắn vẫn rất cứng, tôi không biết anh nói gì cả, hệ thống báo động ở chỗ tôi nối với bên ngoài, không lâu nữa cảnh sát sẽ tới. Trương Dương cười nói, nếu tôi có thể đột phá an phòng của anh vào đây thì cũng có biện pháp giải quyết chuyện này, và lại bọn họ tới thì làm được gì? Giữ được tính mạng của anh ư, giữ được bình an cho người nhà của anh ư. Nhắc tới người nhà của lão Thang, Trương Đại Quan Nhân tạm dừng một chút, tôi suýt nữa quên, chắc trước tiên gọi điện thoại cho vợ và con gái anh đã. Hắn dùng di động của lão Thang bấm số, sau đó đưa cho lão Thang, đừng có nói linh tinh, để con gái sợ thì không tốt đâu. Lão Thang nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của con gái, cha, cảm ơn cha đã bảo chú Lưu mang quà tới, con thích lắm. Vẻ mặt của lão Thang lúc này đã mặt không còn chút máu, hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, vẻ mặt rối rắm đến cực điểm, thích là tốt rồi. Thích là tốt rồi, học tập cho tốt nghe con. Trương Dương gác máy, muốn nghe một chút giọng nói của con gái út và vợ anh hay không? Lão Thang đã triệt để bị Trương Dương dọa rồi, hắn vẻ mặt cầu xin nói, anh là ai? Người trong giang hồ chúng ta trước giờ đều là họa không dáng vào vợ con, anh không ngờ đối phó với người nhà của tôi, để tôi và Kỳ Sơn nói chuyện. Tôi muốn tìm hắn, nếu hắn dám xuống tay với người nhà tôi sẽ khiến cho Lâm Tuyết Quyên chết không có chỗ chôn. Lão Thang khi nói những lời này, nước mắt đã rơi. Hắn đã đối diện với sắp đổ rồi. Trương Dương nói, Lâm Tuyết Quyên không sao thì người nhà anh sẽ không sao một hiện tại anh có thể nói cho tôi biết Lâm Tuyết Quyên ở đâu được rồi đấy. Đêm nay Kỳ Sơn ở trong nhà Phương Chi đã thức cả đêm, ngồi trên giường, lặng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, hắn đang chờ một cú điện thoại, khi bầu trời phương xa hiện ra ánh mặt trời, điện thoại của Kỳ Sơn cuối cùng cũng đổ chuông, hắn cầm điện thoại, alo. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Dương. Tìm được Lâm Tuyết Quyên rồi, bình an vô sự, tôi sai người bảo vệ cô ta rồi. Kỳ Sơn mỉm cười, cảm ơn. Trương Dương nói, trong tay tôi còn có một con lợn chuồng, hắn nói ra rất nhiều chuyện của anh, nói là bỏ 5 đồng để mua nhà xưởng thuốc phiện của anh, rẻ quá. Kỳ Sơn nói, Lưu Vãng Sinh là Tỉnh Thượng Tĩnh giới thiệu cho tôi. Tỉnh Thượng Tĩnh? Kỳ Sơn nói, anh chắc biết. Hắn nói xong thì gác máy, sau đó nhanh chóng bấm số, ngũ ca. Tới đón tôi. Kỳ Sơn ngồi xuống vị trí quen thuộc của hắn, có chút mệt mỏi thở ra, chuẩn bị xong chưa? Ngũ ca nói, thực sự giao tất cả cho hắn ư. Hai tay Kỳ Sơn đan vào nhau, nhìn bàn tay đã tái nhợt của mình, không đáp ứng điều kiện của hắn thì Tuyết Quyên sẽ phải chết. Ngũ ca thở dài, hy vọng anh làm như vậy là đáng. Kỳ Sơn nói, tới Thanh Sơn ngư đường đi. Ngũ ca nói, Thanh Sơn tới Nam Mỹ rồi, nơi đó không có ai. Kỳ Sơn nói, tôi tới lấy đồ. Ngũ ca gật đầu. Ngư đường từ khi Bàng Thanh Sơn đi liền bị bỏ hoang, khi bọn họ tới ngư đường, phía trên ngư đường còn phủ một tầng sương mờ, sáng sớm ngày mùa thu, không khí vô cùng trong lành. Tầng mây tựa như hút đầy sương sớm, nặng trịch, che khuất cả mặt trời. Kỳ Sơn đi ở phía trước, Ngũ ca đi theo phía sau, tới trước căn nhà Bàng Thanh Sơn từng ở, Kỳ Sơn chỉ cây cổ thụ trước cửa ở bên dưới. Sau đó hắn lại chỉ vào cái xẻng rỉ sắt ở bên cạnh. Ngũ ca cầm xẻng, dựa theo vị trí Kỳ Sơn nói mà đào. Vừa mới đào được mấy cái thì nghe thấy Kỳ Sơn nói, lão Thang cho anh cái gì? Ngũ ca trong nháy mắt đờ ra đó, cơ cổ của hắn bắt đầu trở nên cứng ngắc, sau đó lan tới hai tay rồi toàn thân. Kỳ Sơn nói, anh vẫn luôn là người tôi tín nhiệm nhất. Tôi trước giờ không bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội tôi. Ngũ ca chậm rãi đặt xẻng xuống đất, hắn không xoay người lại, mắt nhìn chằm chằm cái cây phía trước, tôi không phản bội anh. Kỳ Sơn nói, tôi vẫn luôn coi anh như huynh đệ, tôi ở trước mặt anh cũng không che giấu bất kỳ bí mật nào, bao gồm cả cảm tình của tôi. Là anh phản bội bản thân mình, vì một nữ nhân mà phản bội huynh đệ. Anh có thể dẫn nữ nhân của anh đi, nhưng anh có nghĩ tới chúng tôi hay không? Có nghĩ tới những huynh đệ đã nhiều năm vào sinh ra tử với anh hay không? Giọng nói trước giờ luôn bình tĩnh của Ngũ ca lần đầu tiên lộ ra vẻ kích động như vậy. Kỳ Sơn nói, là vì nguyên nhân này. Đúng. Kỳ Sơn nói, con người ta ai cũng có tình cảm, anh cũng vậy, tôi biết anh ở Thái Lan quen một nữ nhân, anh đã bỏ rất nhiều tiền trên người cô ta, anh cần dùng tiền, vì sao không nói với tôi, chỉ bằng vào quan hệ của anh và tôi, muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng anh lại lựa chọn con đường ngu xuẩn nhất. Ngũ ca nói, ở trong mắt anh. Tôi vĩnh viễn chỉ là một thằng lái xe, một tên vệ sĩ, tuy rằng miệng anh gọi Ngũ ca. Nhưng trong đáy lòng anh, đã bao giờ coi tôi là huynh đệ chưa? Hàng, nhà xưởng,
anh thà hủy đi cũng không muốn cho huynh đệ của mình, anh có nghĩ tới cảm thụ của tôi hay không? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy họng súng đen ngòm. Mắt Kỳ Sơn Đa có chút đỏ lên, nhưng động tác của hắn vẫn kiên quyết mà ổn định. Đạn bắn vào trán Ngũ Ca. Thân thể Ngũ Ca bởi vì trúng đạn mà run run, sau đó chậm rãi ngã xuống. Kỳ Sơn đứng lên, ngồi xuống trước thi thể của Ngũ Ca, vươn tay. Chậm rãi vuốt mắt cho hắn, sau đó ôm lấy thi thể của Ngũ Ca, đi tới giếng cạn trong vườn, ném thi thể của hắn xuống. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng lộ ra sau tầng mây. Phóng nắng sớm xuống đất, Kỳ Sơn điều khiển ô tô tới bến tàu, mở cửa xe bước xuống. Di động của hắn lúc này lại đổ chuông. Bắt máy, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lâm Tuyết Quyên, Kỳ Sơn, anh đang ở đâu? Kỳ Sơn nhìn ánh sáng mặt trời, ở chỗ chúng ta lần đầu gặp nhau. Chương 2526, điều kiện trao đổi 3. Kỳ Sơn, em không biết chuyện đã qua còn có thể quay lại hay không, nhưng em nguyện ý cho mình cơ hội thử làm lại. Khi Lâm Tuyết Quyên nói, mắt đã đẫm lệ. Kỳ Sơn cười, em nói đúng, chuyện quá khứ không thể quay lại. Kỳ Sơn gác điện thoại, sau đó giơ tay lên dùng sức ném đưa điện thoại di động đi. Trương Dương đứng trên sườn núi phía sau Thúy Đình Đông Quận, dùng kính viễn vọng quan sát tình cảnh dưới núi, xe cảnh sát đã vây kín biệt thự của Lão Thang ôm đầu bị cảnh sát dắt ra khỏi biệt thự. Trương Dương buông kính viễn vọng, Lệ Phù ở bên cạnh nói, Lão Thang xa lưới rồi, Lâm Tuyết Quyên cũng bình yên vô sự. Trương Dương nói, có tin tức của Kỳ Sơn hay không? Lệ Phù nói khẽ, có người nhìn thấy hắn lái xe từ bến tàu Đông Bình lao vào Trường Giang. Cô ta không nói hết, bởi vì cô ta cảm thấy ý tứ của mình đã được biểu đạt đầy đủ. Trương Dương hít một hơi thật sâu, anh luôn cảm thấy hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lệ Phù nói, Kỳ Sơn đã báo hết nơi cất giữ thuốc phiện và nhà máy gia công thuốc phiện ngầm cho cảnh sát, cho dù hắn còn sống, chỉ cần xa lưới thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Trương Dương gật đầu, hắn nói là thông qua tỉnh Thượng Tĩnh quen Lưu Vãng Sinh. Lệ Phù nói, em sẽ điều tra. Sự thật phạm tội của Kỳ Sơn khiến thị trưởng Đông Giang Phương Chi Đạt trợn mắt há hốc miệng. Tuy rằng y từ sau khi Kỳ Phong bị giết đã hoài nghi cháu ngoại, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới mấy năm nay Kỳ Sơn vẫn luôn làm sinh ý sản xuất và buôn lậu thuốc phiện, tính chất ác liệt như vậy, hành vi phạm tội nghiêm trọng như vậy. Tuy rằng Kỳ Sơn thông qua điện thoại tự thú với cảnh sát, nhưng điều này cũng không thể xóa hết hành vi phạm tội của hắn trước đây. Phương Chi Đạt tự mình tới Cục Công an thành phố Đông Giang, phối hợp với cảnh sát điều tra, đem tình hình cụ thể tối hôm qua Kỳ Sơn tới nhà mình kể lại một lượt. Rời khỏi cục cảnh sát, Phương Chi Đạt có cảm giác như cả người hư thoát, y cảm thấy mình đã phụ lời nhờ vả của chị gái, không giáo dục tốt hai đứa cháu ngoại này. Phương Chi Đạt ký túc xá ngoài trụ sở gặp Trương Dương cũng tới phối hợp điều tra, cảnh sát thông qua ghi chép trò chuyện trong nhà Phương Chi Đạt, phát hiện Kỳ Sơn tối hôm đó dùng điện thoại trong nhà của Phương Chi Đạt liên hệ với hắn. Trương Dương chủ động chào hỏi Phương Chi Đạt, chào thị trưởng Phương. Phương Chi Đạt gật đầu, không dừng chân. Hắn hiện tại không có tâm tình nói chuyện với bất kỳ ai. Người phụ trách vụ án này là Phó Cục trưởng Công an Đông Giang Loan Thắng Văn, Trương Dương và Loan Thắng Văn quen nhau cũng lâu rồi, tới văn phòng của tới, biểu hiện của Loan Thắng Văn vô cùng khách khí, hắn bảo thủ hạ rót trà cho Trương Dương, mỉm cười nói, đồng chí Trương Dương, lần này tìm anh tới đây là muốn điều tra một số tình huống về Kỳ Sơn. Trương Dương nói, Kỳ Sơn làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện ư? Loan Thắng Văn nói, tối hôm qua Kỳ Sơn có liên lạc với anh hay không? Trương Dương gật đầu nói, tối hôm qua khoảng 10 hắn gọi điện thoại cho tôi. Có tiện nói với tôi nội dung cuộc nói chuyện của hai anh không? Trương Dương nói, cũng không có gì, nói hắn chuẩn bị di cơ, chỉ sợ về sau cơ hội gặp mặt sẽ rất ít. Loan Thắng Văn nửa tin nửa ngờ, thực sự chỉ nói như vậy ư? Trương Dương cười nói, sao? Anh không tin tôi à? Loan Cục. Chúng ta quen nhiều năm như vậy rồi, tôi đã bao giờ nói dối anh chưa? Loan Thắng Văn cười nói, thực sự là chưa. Loan Cục, ngài tiết lộ với tôi chút đi, có phải Kỳ Sơn đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Loan Thắng Văn nói, sáng sớm hôm nay hắn gọi điện thoại tới tự thú, chủ động cung cấp địa chỉ nhà xưởng chế tạo thuốc phiện, chúng tôi dựa theo manh mối hắn cung cấp thành công tìm được tới đó, cũng tra được đại lượng ma túy đá. Trương Đại Quan Nhân giả vờ kinh ngạc. Hít một hơi lạnh, anh là nói, Kỳ Sơn là một tay trùm buôn lậu thuốc phiện. Loan Thắng Văn nói, hành động lần này của chúng tôi còn bắt được một cái tên trùm nữa, lần này nếu như không phải hắn và Kỳ Sơn nội đấu, chúng tôi cũng sẽ không phá được vụ án này sớm như vậy.
Trương Dương nói, có nơi hạ lạc của Kỳ Sơn hay không? Loan Thắng Văn nói, người người nhìn thấy hắn lái xe từ bến tàu lao vào Trường Giang, trước mắt đang trục vớt chiếc ô tô đó. Trương Dương nói, Kỳ Sơn này rõ ràng có thể đào tẩu, vì sao muốn tự sát? Loan Thắng Văn nhìn Trương Dương một cái, hắn thực sự không nói gì với anh ư. Trương Dương lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không. Hắn nhíu mày, nói, Loan Cục, anh chắc không phải đang hoài nghi tôi có liên quan tới hành vi phạm tội của Kỳ Sơn đấy chứ. Loan Thắng Văn cười nói, sao có thể, tôi tìm anh đến chỉ là để tìm hiểu tình huống, vừa rồi thị trưởng Chu cũng tự mình tới đây, bởi vì tình tiết vụ án nghiêm trọng, chúng tôi sẽ điều tra tất cả những người từng có tiếp xúc với Kỳ Sơn, không phải đặc biệt nhằm vào anh đâu, anh đừng nghĩ nhiều. Trương Dương nói, tình huống tôi biết chỉ có bấy nhiêu. Loan Thắng Văn nói, chúng tôi theo vụ án này đã rất nhiều năm, thính tỉnh vì thế đặc biệt thành lập tổ chuyên án, năm đó Khương Lượng vì điều tra vụ án này, hy sinh vì nhiệm vụ, hiện giờ cuối cùng cũng có thể phá án thành công, tôi tin rất nhiều chuyện rồi cũng sẽ trồi lên mặt nước. Trương Dương nói, tôi tin năng lực của cảnh sát, nhất định sẽ làm rõ vụ án này. Trương Dương không hề tiết lộ bất kỳ điều gì, Loan Thắng Văn tuy rằng cảm thấy Trương Dương có khả năng giấu giếm gì đó, nhưng hắn cũng không thể ép Trương Dương khai ra hết được. Khi Trương Dương rời khỏi, vừa hay gặp Lâm Tuyết Quyên, Lâm Tuyết Quyên cũng vừa bị cảnh sát điều tra, cô ta khóc một hồi, hai mắt sưng phù. Lâm Tuyết Quyên vô cùng hồ đồ với toàn bộ quá trình bị bắt và được cứu, cho tới lúc cảnh sát tìm cô ta hỏi cô ta mới biết. Nhìn thấy Trương Dương, Lâm Tuyết Quyên bước nhanh tới, tóm lấy cánh tay Trương Dương, Trương Dương, Kỳ Sơn có sao không? Anh ta có còn sống hay không? Trương Dương nhìn chung quanh, nói khẽ, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hai người vào bên trong xe của Trương Dương nói, đi đâu? Tôi đưa cô. Lâm Tuyết Quyên ôm miệng, nước mắt tuôn rơi, tôi ngày hôm qua vốn nên đáp ứng cùng nhau cùng anh ta, nếu như tôi đồng ý thì tất cả sẽ không phát sinh. Nhìn Lâm Tuyết Quyên nước mắt rơi như mưa, trong lòng Trương Dương không khỏi thương cảm, trong mắt hắn, bi kịch của Kỳ Sơn là chính một tay hắn tạo thành, một người khi bắt đầu phấn đấu lại không biết hạnh phúc mà mình thực sự muốn là gì. Trương Dương nói, bất kể anh ta lựa chọn như thế nào, tôi tin, anh ta đều hy vọng cô được hạnh phúc. Lâm Tuyết Quyên khóc thút thít, anh ta nói tới chỗ chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Tôi tới nơi đó nhưng lại không tìm thấy anh ta. Lâm Tuyết Quyên rốt cuộc không khống chế được bi thương, lớn tiếng khóc nấc lên. Trương Dương đưa Lâm Tuyết Quyên về chỗ ở của cô ta, cũng không biết nên trấn an cô ta như thế nào. Buổi chiều hôm ấy, cảnh sát phát được chiếc ô tô chìm vào sông của Kỳ Sơn. Bên trong xe không có ai, cửa kính xe được mở, bên trong xe cũng không điều tra ra manh mối gì khác, trước mắt vẫn đang tiếp tục tìm nơi hạ lạc của Kỳ Sơn. Căn cứ phán đoán bước đầu của cảnh sát, Kỳ Sơn chắc giữ nhiều lành ít, thi thể có lẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi rồi, muốn ở trong nước sông mênh mông tìm một người, căn bản là rất khó. Chương 2527, điều kiện trao đổi 4. Trương đại quan nhân thì không cho rằng như vậy, Kỳ Sơn này làm việc khôn khéo. Đối với mỗi một bước của mình đều tính toán rõ ràng, trong chuyện Lâm Tuyết Quyên bị bắt cóc, Kỳ Sơn biểu hiện ra sự bình tĩnh hơn người một bậc, hắn không hề bởi vì tình cảm đối với Lâm Tuyết Quyên mà xung động, mà là tìm mình giúp, sau khi xác định Lâm Tuyết Quyên bình an vô sự, hắn có cơ hội trốn đi, nhưng Kỳ Sơn lại làm ra hành động khiến cho người ta bất ngờ, hắn trước tiên dùng di động đầu thú với cảnh sát, sau đó lái xe vào Trường Giang tự sát. Một loạt những sự kiện này giống như là một kế hoạch hoàn mỹ. Lệ Phù và Tang Bối Bối cũng có cái nhìn nhất trí với Trương Dương, Tang Bối Bối nói, Kỳ Sơn không dễ dàng chết vậy đâu, em thấy cả sự kiện hắn kế hoạch hắn đã vạch ra trước, Lâm Tuyết Quyên bị bắt cóc, hắn rõ ràng có năng lực đi cứu, nhưng lại không ra mặt, mà là nhờ anh giúp, còn hắn tới nhà Phương Chi Đạt là có mục đích gì? Mục đích còn không phải là để phủi sạch mình có liên quan tới chuyện này ư? Trương Dương nói, theo tôi nói với anh, thủ hạ của hắn phản bội hắn. Điện thoại cũng là dùng số nhà của Phương Chi Đạt để gọi, hắn chắc không lừa anh tin tình cảm của hắn đối với Lâm Tuyết Quyên, hắn sẽ không lấy sinh mệnh của Lâm Tuyết Quyên ra nói đùa. Lệ Phù nói, bất kể hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết, hắn chắc đều sẽ không công khai ra mặt tự thú với cảnh sát nữa, coi như là hắn cũng có lời kết cho hành vi phạm tội của mình khi xưa. Tang Bối Bối nói, nếu như hắn thực sự thích Lâm Tuyết Quyên như vậy, em tin hắn khẳng định sẽ còn tìm cô ta. Chỉ cần theo dõi Lâm Tuyết Quyên thì sớm muộn gì cũng có thể phát hiện ra Kỳ Sơn. Trương Dương nói, Kỳ Sơn đã quyết định nông đi rồi, hắn ngày hôm qua từng tới tìm Lâm Tuyết Quyên, muốn mang cô ta đi cùng, nhưng bị Lâm Tuyết Quyên
Hắn lắc đầu, chuyện này cũng không quan trọng, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là Kỳ Sơn, người chúng ta muốn tìm là An Đức Hằng, bọn em tra đến đâu rồi? Tỉnh Thượng Tĩnh kia rốt cuộc có liên quan gì tới An Đức Hằng? Lệ Phù nói, quan hệ cụ thể trong đó thì em cũng không rõ lắm, nếu như những lời Kỳ Sơn nói là thật, như vậy giữa Tỉnh Thượng Tĩnh và An Đức Hằng chắc hẳn không phải chỉ có quan hệ làm ăn đơn thuần. Trương Dương, anh và Tỉnh Thượng Tĩnh quen nhiều năm, trong nhiều năm nay, chẳng lẽ anh không phát hiện hắn có chỗ nào không đúng ư? Trương Dương nhíu mày, hắn cẩn thận nghĩ lại quá trình kết giao của mình và Tỉnh Thượng Tĩnh. Tang Bối Bối nói, anh sao quen người này? Trương Dương nói, thông qua Giai Đồng. Mặt Tang Bối Bối hiện lên một tia áy náy, cô ta biết Cố Giai Đồng là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Trương Dương, tuy rằng cô ta không hề tiếp xúc với Cố Giai Đồng, nhưng cô ta cũng không muốn Trương Dương nhớ tới chuyện cũ thương tâm này. Trương Dương cười nói, xem ra anh nên tự mình đi một chuyến. Rất nhiều nghi vấn, chỉ có gặp mặt mới giải quyết được. Lệ Phù nói, chuyện này anh ở ngoài sáng, bọn em ở trong tối, chuyện của Kỳ Sơn có thể sẽ kinh động tới không ít người. An Đức Hằng nếu như còn ở Đông Giang thì chắc hẳn rất nhanh sẽ biết chuyện của Kỳ Sơn. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, một khi An Đức Hằng rời khỏi thì chúng ta muốn bắt hắn chỉ sợ sẽ khó khăn hơn nhiều. Tang Bối Bối nói, đi tìm Tỉnh Thượng Tĩnh dù sao cũng phải cần một lý do chứ. Trương Dương nói, Mỹ Hạc vợ hắn mở một gian cư tử ốc, trước đây anh thường qua đó ăn cơm. Tang Bối Bối cười nói, hay là em đi với anh. Trương Dương hơi ngẩn ra, em theo anh ư. Tang Bối Bối gật đầu, em nghĩ anh cần một đồng bạn. Cư tử ốc vẫn như xưa, Trương Dương đến đây, không khỏi sinh ra một loại cảm giác thời không thác loạn, xe đỗ ở dưới đồi. Đường nhỏ đi thông ti 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 cư tử ốc phủ đầy lá phong đó, gió thu thổi qua, lá phong bay lượn theo gió, lộ ra thềm đá màu xanh phía dưới, hai loại sắc thái đối lập diễn hóa ra một cảnh DDPA tuyệt mỹ. Trương Dương nhìn thấy ở bên cạnh một chiếc chiến thần GTA. Bởi vì yêu thích xe không khỏi nhìn thêm mấy cái. Tang Bối Bối mặc áo gió màu lam, tóc xõa ngang vai, ăn mặc rất hợp, nhìn lá đỏ khắp nơi, cô ta mỉm cười nói, đình xa tọa ái phong lâm vãn. Sương hiệp hồng vu nhị nguyệt hoa. Trương đại quan nhân cười nói, em lại muốn làm chuyện đó à, muốn thì tìm một chỗ vắng đi. Tang Bối Bối gắt, cút, anh lúc nào mới có thể trở nên tao nhã một chút. Trương đại quan nhân nói, ưu điểm của anh chính là tục khí. Hai người sóng vai đi về phía cư tử ốc. Ánh nắng chiều đầy trời, phòng đăng trước cửa cư tử ốc đã thắp sáng, đung đưa trong gió, phong linh cũng lay động trong gió thu, phát ra thanh âm dễ nghe. Mỹ Huệ mặc kimono từ phòng trong rượu đi ra, nhìn thấy Trương Dương, cô ta lộ ra có chút kinh ngạc, chớp chớp hai mắt, kinh hỉ nói, Trương tiên sinh. Trương đại quan nhân cười nói, đột nhiên nhớ tới rượu của cư tử ốc, vì thế tới đây, muốn gọi điện thoại trước, nhưng tôi lại không tìm được số. Mỹ Huệ dịu dàng cười nói, tìm được chỗ là được rồi. Trương Dương Tang Bối Bối giới thiệu Tang Bối Bối ở bên cạnh với cô ta, bằng hữu của tôi Chu Hiểu Châu. Tang Bối Bối trong lòng thầm trách, gọi là gì không gọi, Trương Dương lại cứ thích giở trò, gọi mình là Chu Hiểu Châu, nghe ra cứ như là một con lợn con, tối nay bị hắn chiếm hết tiện nghi miệng lưỡi rồi. Mỹ Huệ vào bất cứ lúc nào cũng đều thể hiện rất tuyệt vời sự ôn nhu và lịch sự của nữ nhân Nhật Bản, tuy rằng Trương Đại Quan Nhân không biết cô ta có thật là vậy hay không, nhưng ít ra ngoài mặt Mỹ Huệ cũng làm rất khá. Mỹ Huệ đang tiếp đãi bằng hữu, khiến Trương Đại Quan Nhân không ngờ là... Vị bằng hữu này của cô ta không ngờ là Nguyên Hòa Hạnh Tử. Tang Bối Bối nhìn thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử thì người đầu tiên nghĩ tới chính là Cố Giai Đồng, tuy rằng cô ta chưa gặp Cố Giai Đồng, nhưng đối với hình dạng của Cố Giai Đồng thì lại sớm nhớ kỹ trong lòng, từ góc độ của người bàng quan, cô ta không nhìn ra giữa Nguyên Hòa Hạnh Tử và Cố Giai Đồng có bất kỳ khác biệt nào. Trương Dương cho rằng Nguyên Hòa Hạnh Tử trong thời gian gần đây sẽ không quay lại Trung Quốc, hai người quen biết đã rất lâu, nhưng mỗi lần gặp mặt, Trương đại quan nhân không khỏi nội tâm nổi sóng, mỉm cười nói, Hạnh Tử đến đây lúc nào vậy? Thằng cha này trước giờ luôn rất phô, hiện tại cho dù có người khác ở đây cũng không chút cố kỵ gọi thằng tên của Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử vẻ mặt lạnh lùng nói, tới hôm trước. Trương Dương cười nói, lần này tới là vì giải sầu hay là vì sinh ý? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tâm tình rất tốt, không cần giải sầu. Trương Dương nói, cùng nhau ăn cơm nhé. Khi nói câu này, Tang Bối Bối khiêu đẩy tay hắn, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn vì Trương Dương sau khi nhìn thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử thì ánh mắt không rời khỏi cô ta một giây nào. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười cự tuyệt thôi. Trương Đại Quan Nhân lại vẫn chưa từ bỏ ý định,
mọi người đều là người một nhà, hay là cùng nhau ăn đi, coi như tôi đón gió tẩy trần cho cô. Tang Bối Bối tựa hồ rốt cuộc không nhịn được nữa, dùng sức véo tay Trương Dương, tức giận nói, Trương Dương, tên khốn nạn anh, có để em vào mắt không? Trương Đại Quan Nhân nói, anh chỉ là nói mấy câu với bằng hữu thôi, cũng không được à? Tang Bối Bối tức giận nói, anh đi mà tiếp bằng hữu của anh. Nói xong cô ta phủi mông bỏ đi. Trương Đại Quan Nhân ngây ra đó, thoạt nhìn có chút xấu hổ. Nguyên Hòa Hạnh Tử có chút đồng tình nhìn nhìn hắn, nói còn không đuổi theo. Trương Đại Quan Nhân nói, chỉ là một bằng hữu bình thường thôi. Vẻ mặt của Nguyên Hòa Hạnh Tử và Mỹ Huệ đều lộ ra vẻ không tin, Trương Đại Quan Nhân ngượng ngùng cười nói, anh ấy là tôi ra ngoài vậy. Trương Dương xoay người chạy ra ngoài, Nguyên Hòa Hạnh Tử và Mỹ Huệ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lộ ra có chút bất đắc dĩ, Trương Dương này thật sự là đa tình quá mức. Trương Đại Quan Nhân đuổi ra tới ngoài cửa thì nhìn thấy Tang Bối Bối đang đứng trước xe, Trương Dương tiến lên tóm tay cô ta, mẹ, đùa hay thật đó. Tang Bối Bối mỉm cười nói khẽ, em đi để Thành Toàn cho anh và tình nhân cũ nói chuyện, anh không cảm ơn em, chẳng lẽ còn muốn mắng em. Trương Dương giờ thì biết cô ta không giận. Tang Bối Bối nói, em ở lại thì không tiện, bối cảnh của Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng vô cùng phức tạp, Mỹ Huệ này thoạt nhìn cũng không đơn giản. Nếu như em ở đó thì anh không tiện nói chuyện với họ, sáng giao cho em, tối để em lo, em vừa hay ở đây điều tra chung quanh một chút, xem Mỹ Huệ này rốt cuộc đang giở cái trò quỷ gì. Trương Dương nói, được. Tang Bối Bối nói, còn nữa, ủy khuất anh một chút. Nói xong cô ta giơ tay lên tát cho Trương Dương một cái. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy cô ta giơ tay lên đã biết cô ta muốn làm gì rồi, nhưng trong lòng lại minh bạch, Nguyên Hòa Hạnh Tử và Mỹ Huệ nhất định đang ở phía sau nhìn. Màn buổi diễn này phải phối hợp cho tốt, chỉ có thể đành để Tang Bối Bối tát, tuy rằng một cái tát này của Tang Bối Bối đánh không nặng, nhưng phương thức hạ xuống của cô ta rất xảo diệu, rất kêu và vang, trong phạm vi 300 thước nhất định sẽ nghe thấy. Tang Bối Bối đánh hắn xong, vẫn không quên nói khẽ, đánh vào mặt anh nhưng lại đau ở trong lòng em. Nói xong thì lái xe rời đi. Trương Đại Quan Nhân ngây ra đó, sửng sốt trong chốc lát mới trở về cư tử ốc. Mỹ Huệ và Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn ở đó chờ hắn, thoạt nhìn như cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, Trương Đại Quan Nhân cười nói, không hiểu vì sao lại giận, tôi và cô ta chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Chương 2528, trốn về một. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh hình như bị ném lại ở đây. Trương Đại Quan Nhân, nói nữ nhân đều có chút tố chất thần kinh. Mỹ Hạc Tử cười nói, tính đả kích của lời này lớn quá. Trương Dương nói, mau an bài chút rượu và đồ ăn, coi như an ủi trái tim đang bị thương này của tôi. Mỹ Hạc Tử an bài cho hai người bọn họ tới nhã gian ngồi, không bao lâu sau thì cá tươi và rượu sake được mang lên. Ánh mắt Nguyên Hòa Hạnh Tử lơ đãng hướng lên mặt Trương Dương, khóe môi lộ ra nụ cười. Nụ cười của cô ta tựa hồ khiến Trương Đại Quan Nhân có chút không thoải mái, Trương Dương ho khan một tiếng, tôi thực sự không có gì với cô ta cả, chỉ là bằng hữu bình thường. Nguyên Hòa Hạnh Tử mỉm cười nói, cái này anh nói tới lần thứ hai rồi, thật ra anh không cần thiết phải giải thích với tôi, giữa bằng hữu không cần phải giải thích, hơn nữa tôi đâu có lòng hiếu kỳ, cũng không có dục vọng soi mói sinh hoạt cá nhân của người khác. Trương Đại Quan Nhân nói, là người thì đều có dục vọng. Nguyên Hòa Hạnh Tử hắn những lời này của hắn nghe thấy ẩn ý, mắt đẹp không khỏi oán trách nhìn hắn một cái, tôi vẫn luôn nghĩ anh là người lý tính. Trương Dương cười nói, tôi đa số thời gian đều rất hồ đồ. Đối với rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ. Trung Quốc các anh có vị Trịnh Bản Kiều không phải đã nói hồ đồ là hiếm có ư? Hồ đồ sẽ đánh mất sức phán đoán, còn nói gì tới lý tính. Ở trên điểm này tôi ít nhiều có chút tự hiểu lấy mình, tôi rất dễ xung động, cái thiếu chính là lý trí. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có thể nhận rõ bản thân của mình chính là một loại lý trí. Trương Đại Quan Nhân bưng chén rượu trước mặt lên nói, hai ta thôi đừng bàn đến tính với tình nữa, uống rượu. Mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử không khỏi nóng lên, thằng cha này đúng là không giống người thường. Bất kể nói cái gì đến cuối cùng vẫn bị hắn liên hệ tới hai chữ dung tục này. Ứng đối với Trương Dương, Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn rất có kinh nghiệm. Vào những lúc như thế này tốt nhất chính là giả câm vờ điếc, thấp kém người khác hướng đề tài tới dung tục, anh trăm ngàn lần đừng tiếp lời, bằng không sẽ bị hố. Nguyên Hòa Hạnh Tử uống ngụm rượu, nhìn thấy trong chén của Trương Dương đã trống rỗng, cầm bầu rượu rót đầy cho Trương Dương. Trương Dương nói, Mỹ Huệ Tử hình như đang cố ý sáng tạo cơ hội nói chuyện cho chúng ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, cô ta nói bận việc.
Trương Dương nói, tối nay chỉ có chúng ta ăn cơm, vừa rồi khi tôi tới không khỏi suy nghĩ, cư tử ốc này mở nhiều năm như vậy. Sinh ý trước giờ đều rất vắng vẻ, không biết rốt cuộc là có lực lượng gì chống đỡ mà khiến cô ta gắn bó với nơi này như vậy. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, cô ta mở cư tử ốc này không phải để kiếm tiền, chỉ là để giết thời gian. Trương Dương nói, kinh doanh một tử quán và một tập đoàn có gì khác nhau? Nguyên Hòa Hạnh Tử bị câu này của hắn hỏi cho nghẹn lời, nghĩ nghĩa hồi mới, bất đồng lớn nhất chính là, ở đây cô ta có quyền lên tiếng tuyệt đối. Trương Dương từ những lời này của cô ta cảm thấy được tình trạng hiện tại của cô ta, chắc hẳn ở trong nội bộ tập đoàn Nguyên Hòa cũng đầy nhân tố không hài hòa. Nguyên Hòa Hạnh Tử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Trương Dương nhìn động tác uống rượu của cô ta, cơ hồ giống Cố Giai Đồng như đúc. Trương Dương nói khẽ, chuyện của Cảng Phước Long không phải tôi nhằm vào tập đoàn Nguyên Hòa, mà là giải quyết việc chung. Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng nói, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại, lúc trước tôi một độ muốn chuyển nhượng cho Lương Kỳ Hữu. Nhưng về sau hắn lại chủ động bỏ cuộc. Trương Dương nói, hôn nhân của An Đạt Văn và Lương Bách Ni gặp vấn đề mới dẫn tới Lương Kỳ Hữu từ bỏ kế hoạch đầu tư vào Cảng Phước Long, không có nhạc phụ nào lại đi mua đơn cho một thằng con rể bất trung. Nói tới đây, Trương Đại Quan Nhân không khỏi nghĩ tới quan hệ của mình và Tống Hoài Minh hiện tại, trên mặt bất giác nóng lên. Nguyên Hòa Hạnh Tử tuy rằng nhận thấy được vẻ mặt của hắn có chút khác thường, nhưng không biết trong lòng hắn hiện tại rốt cuộc đang nghĩ gì, tôi nghe nói An Đạt Văn gặp phiền toái rất lớn. Trương Dương gật đầu, cha hắn bị giết, bản thân thì lại liên quan tới sự kiện Hắc Bang thanh toán nhau, hiện giờ đã trở thành tội phạm truy nã quan trọng của hai bờ ba đất. Nguyên Hòa Hạnh Tử hiển nhiên đã nghe nói tới chuyện này, nói khẽ phiền toái quả thực không nhỏ. Trương Dương nói, có tin tức của Sơn Dã Nhã Mỹ hay không? Đôi mi thanh tú của Nguyên Hòa Hạnh Tử khẽ nhăn lại, tôi không biết cô ta. Trương Dương nói, hôn nhân của An Đạt Văn sở dĩ xuất hiện vấn đề, chính là có liên quan tới cô ta, theo cô thấy, hắn có thể tới chỗ cô ta xin nương tựa hay không? Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng nói, vợ chồng vốn là chim liền cánh, nhưng khi gặp tai họa thì đường ai nấy chạy, huống chi là tình nhân. Trương Đại Quan Nhân lại nói, nếu như cô gặp phiền toái gì thì tôi khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nguyên Hòa Hạnh Tử bởi vì lời nói của hắn mà cảm thấy ấm áp. Nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng đạm mạc, giữa chúng ta hình như không có loại giao tình này. Mỹ Hạc Tử khoan thai bước tới, đi cùng cô ta còn có trượng phu của cô ta Tỉnh Thượng Tĩnh. Tỉnh Thượng Tĩnh buổi tối còn có bằng hữu khác phải tiếp, xuất phát từ lễ tiết hắn trước tiên tới đây chào hỏi. Tỉnh Thượng Tĩnh hàn huyên vài câu với Trương Dương, rất nhanh liền cáo từ, Mỹ Hạc Tử cũng đi với chồng, trước khi đi nói với Nguyên Hòa Hạnh Tử, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang tới. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhíu mày, hắn có biết tôi ở đây hay không? Mỹ Hạc Tử gật đầu. Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài nói, xem ra tôi cần phải tới kính hắn một chén rượu rồi. Mỹ Hạc Tử đi trước. Trương Dương nhìn thấy mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử sầm xuống thì nói khẽ sao? Có phải có phiền toái gì hay không? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang này là người đứng đầu gia tộc Liễu Sinh, là tương giao mạc nghịch với nghĩa phụ tôi. Cháu hắn Liễu Sinh chính đạo từng làm việc cho nhà Nguyên Hòa chúng tôi, nhưng về sau lại chết oan chết uổng ở Tân Hải. Vì chuyện này, hắn dẫn người đăng môn đòi trả lời, về sau nghĩa phụ tôi ra mặt mới đẻ được chuyện này xuống, có điều tình hữu nghị mấy chục năm giữa họ cũng kết thúc, nhà Liễu Sinh cho rằng là chúng tôi liên lụy tới Liễu Sinh chính đạo. Trương Đại Quan Nhân rất rõ chuyện của Liễu Sinh chính đạo là vì phục kích mình vào tối hôm sóng thần mà chết dưới quyền của hắn. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh ở chỗ này chờ tôi đi một chút sẽ trở lại. Trương Dương nói, tôi đi cùng cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu, không cần, hắn ít nhiều cũng vẫn phải để ý tới mặt mũi, không dám làm gì tôi đâu. Nguyên Hòa Hạnh Tử đang muốn đứng dậy thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói rất to vang lên, Hạnh Tử ở bên trong à. Chương 2529, trốn về 2. Cửa phòng lập tức bị kéo ra, một người trung niên mặc kimono đi cùng Tỉnh Thượng Tĩnh và Mỹ Hạc Tử vào trong phòng. Trương Dương ngẩng đầu nhìn. Liền thấy người Nhật Bản đó tóc muối tiêu, mặc kimono màu nâu, thân hình có chút cường tráng, mặt có đường nét rõ ràng rất hiếm gặp ở người Nhật Bản, đôi mắt sáng ngời hữu thần, không giận mà tự uy, long hành hổ bộ bước vào trong phòng, quả nhiên có khí phái của tông sư một môn. Nguyên Hòa Hạnh Tử đứng dậy, cung kính nói, chú Liễu Sinh. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang ừ một tiếng, trên mặt không hề có nét cười, ánh mắt hắn hướng về phía Trương Dương, lạnh lùng nói, anh ra ngoài một chút. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang tính tình cao ngạo, tuy rằng chỉ lần đầu gặp Trương Dương,
nhưng lại bày ra tư thế ra lệnh. Có thể khiến Trương đại quan nhân chịu phục vốn không có mấy ai, huống chi là người Nhật Bản, hắn chẳng thèm nhìn Liễu Sinh Thuần Nhất Lang lấy một cái, người nên ra ngoài là anh mới đúng. Mau cút đi, đừng ở chỗ này làm phiền chúng tôi ăn cơm. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang cũng biết tiếng Trung Quốc, những lời này của Trương Dương hắn nghe rất rõ, mặt trầm xuống, anh nói gì? Tỉnh Thượng Tĩnh hiển nhiên không ngờ Liễu Sinh Thuần Nhất Lang và Trương Dương vừa thấy mặt đã dương cung bạt kiếm, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang không đủ hữu hảo là thật, nhưng Trương đại quan nhân tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu, thằng ôn này vốn là đang bực sẵn rồi, vừa hay Liễu Sinh Thuần Nhất Lang cho hắn một cơ hội phát tiết. Tỉnh Thượng Tĩnh vội vàng bước lên phía trước hòa giải, Trương tiên sinh, vị này là Liễu Sinh Thuần Nhất Lang tiên sinh, các anh đều là bằng hữu của tôi, nước lớn ngập Miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau, ha ha. Trên thực tế chỉ có Tỉnh Thượng Tĩnh đang cười một mình, Trương đại quan nhân không cười, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang cũng không cười, trong ấn tượng của Liễu Sinh Thuần Nhất Lang, chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy, hắn nhìn thẳng vào Trương Dương, lạnh lùng nói, anh lặp lại lần nữa. Trương Dương vẫn ngồi bất động ở đó, mỉm cười nói, tôi bảo anh cút đi, nghe không hiểu tiếng Trung Quốc à. Nguyên Hòa Hạnh Tử bước một bước về phía trước, vừa hay cản ánh mắt của Liễu Sinh Thuần Nhất Lang và Trương Dương chạm nhau. Cô ta nói khẽ, chú Liễu Sinh, vị bằng hữu này của tôi uống say rồi. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang nói, người dám nói chuyện với tôi như vậy, tất cả đều đã chết, tôi ở bên ngoài chờ anh, tôi muốn quyết đấu với anh. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, Liễu Sinh tiên sinh. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang nói xong câu đó thì bước ra ngoài, Tỉnh Thượng Tĩnh vội vàng đuổi theo. Trương đại quan nhân thở dài, đứng dậy. Nguyên Hòa Hạnh Tử vươn tay tóm lấy cánh tay hắn, Trương Dương, anh sao phải thế? Trương Dương mỉm cười nói, cô quan tâm tôi à? Nguyên Hòa Hạnh Tử dưới cái nhìn chăm chú của hắn, không khỏi hiện ra vài phần hoảng loạn, cô ta lắc đầu, tôi không muốn anh sinh sự ở đây. Cô ta lại không biết, ước nguyện ban đầu Trương đại quan nhân hôm nay đến đây chính là điều tra Tỉnh Thượng Tĩnh, tất nhiên không sợ gây chuyện, hơn nữa thằng cha này trước giờ chưa bao giờ sợ chuyện. Khi Liễu Sinh Thuần Nhất Lang ra tới ngoài cửa thì đã có 6 đệ tử nối đuôi nhau đi ra, tất cả bọn họ là theo Liễu Sinh Thuần Nhất Lang mà đến. Khi Liễu Sinh Thuần Nhất Lang vừa rồi đi gặp Nguyên Hòa Hạnh Tử, tất nhiên không cần thiết hưng sư động chúng, nhưng vừa nghe nói có người chọc giận sư phụ, lập tức tất cả ùa ra. Khi Trương Dương ra khỏi cư tử ốc, Nguyên Hòa Hạnh Tử đuổi theo hắn, nói khẽ, Trương Dương, thôi đi. Trương Dương nói, chỉ sợ tôi chịu thôi, nhưng hắn thì không. Trương đại quan nhân ra bên ngoài, Mỹ Huệ Tử cũng tới bên cạnh hắn, muốn ngăn cản trận quyết đấu này phát sinh. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang vừa vẫn giận không thể át vừa ra tới bên ngoài thì cả người lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn gật đầu nói với Trương Dương, anh chính là Trương Dương. Trương đại quan nhân cười nói, anh biết tôi à? Liễu Sinh Thuần Nhất Lang nói, Liễu Sinh Chính Đạo là cháu của tôi, nghe nói cái chết của nó có liên quan tới anh. Trương Dương nói, chuyện nghe nói chưa chắc đã là thật, có điều Trung Quốc đối với một số võ sĩ lưu lãng mà nói thì là một nơi có tính nguy hiểm rất cao, tôi xin khuyên các anh một câu. Cứ ở yên trong nước mình đi, đừng có đi lung tung. Một võ giả chân chính có thể khống chế tình tự của mình rất tốt, sẽ không bị sự khiêu khích của đối thủ làm ảnh hưởng tới trạng thái của mình. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang hiển nhiên am hiểu sâu đạo lý này, hắn gật đầu nói, xem anh có bản sự gì. Mấy đệ tử của hắn vội vàng xin đi giết giặc, sư phụ, đệ tử nguyện ý xuất chiến thay sư phụ. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang lạnh lùng nói, tránh ra. Mấy đệ tử khiếp sợ uy thế của hắn. Vội vàng tản ra hai bên. Nguyên Hòa Hạnh Tử vốn đang muốn khuyên bảo Trương Dương bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy ánh mắt quật cường và kiên trì của hắn, hiển nhiên sẽ không bởi vì sự khuyên bảo của mình mà thay đổi chủ ý, trong lòng không khỏi thở dài, cùng Mỹ Huệ Tử đứng sang bên. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, hai vị đều là khách nhân của tôi, đừng để tổn thương hòa khí. Trương Dương mỉm cười nói, Tỉnh Thượng Quân, để tôi và vị lão đồng chí này luận bàn một chút, đây là đất của Trung Quốc chúng tôi. Người Trung Quốc chúng tôi chú ý nhất chính là kính giả yêu trẻ, anh yên tâm, tôi sẽ thủ hạ lưu tình. Hắn sở dĩ nói như vậy chính là muốn chọc giận Liễu Sinh Thuần Nhất Lang, điểm này mọi người ở đây đều nhìn ra. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang dù sao cũng là tông sư một phái, tuy rằng tính tình nóng nảy dễ giận, nhưng khi hắn thực sự tiến vào trạng thái luận võ, trong đầu sẽ loại trừ tất cả tư tâm tạp niệm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị ngoại giới quấy nhiễu. Lúc này vẻ mặt của Liễu Sinh Thuần Nhất Lang bình tĩnh trước giờ chưa từng có, đồ đệ của hắn đưa lên hai thanh đao Nhật Bản, Liễu Sinh Thuần Nhất Lang tiếp lấy một thanh, ném một thanh khác cho Trương Dương. Trương đại quan nhân cầm đao, không hề nóng lòng rút đao ra khỏi vỏ,
mà là nắm chuôi đao chống đao xuống đất. Liễu Sinh thuần nhất lang hai tay nắm đao, Liễu Sinh gia ở Nhật Bản vốn là một trong những tông phái võ học nổi danh nhất, đặc biệt nổi tiếng bởi đao thuật, Liễu Sinh thuần nhất lang thân là môn chủ đương nhiệm, đao pháp tất nhiên không thể khinh thường. Nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn không để Liễu Sinh thuần nhất lang vào mắt, hai nhân vật đời sau giỏi nhất của Liễu Sinh thuần nhất lang, một Liễu Sinh chính đạo, một là Liễu Sinh nghĩa phu, hai người tất cả đều là bại tướng dưới tay mình, đao pháp của Liễu Sinh thuần nhất lang cho dù cao hơn hai người một bậc, cũng cách võ công của mình rất xa. Phương pháp nhấc đao của Liễu Sinh thuần nhất lang không có gì kỳ lạ, hai tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi dướn người lên trước, thân thể trình ra góc vuông 90 độ, trong mắt người chung quanh, Liễu Sinh thuần nhất lang và đao đã hòa thành một thể, người của hắn giống như là một thanh trường đao sắc bén trốn trong vỏ, vận sức chờ phát động, một khi ra khỏi vỏ thì sắc bén không thể đỡ. Chương 2530, trốn về ba. Trương Đại Quan Nhân nhẹ nhàng nhích thân đao, vỏ đao cắm vào mặt đất hơn nửa thước. Liễu Sinh thuần nhất lang từ động tác thờ ơ này của Trương Dương đã ý thức được sự cuồng ngạo của đối phương không phải là không có lý do, quần áo ở vai hắn bởi vì tác động của cơ thể mà hơi phồng lên, ngay sau đó, vỏ đao giống như một viên đạn rời nòng bắn nhanh tới ngực Trương Dương. Người trong nghề vừa nhìn đã biết, Liễu Sinh thuần nhất lang không ngờ dùng đao khí kích phát vỏ đao bắn ra, phần công lực này quả nhiên là kinh thế hãi tục. Trong khoảnh khắc vỏ đao bắn ra, thân thể của Liễu Sinh thuần nhất lang cũng giống như mũi tên nhọn rời cung bắn về phía Trương Dương. Giữa vỏ đao, mũi đao, người tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình hòa thành một thể, sát khí. Một cỗ sát khí bá đạo đến từ chính Liễu Sinh thuần nhất lang, chỗ đao khí xẹt qua, lá rụng trên mặt đất bay lên, một khe hở thẳng tắp từ chỗ Liễu Sinh thuần nhất lang kéo dài tới dưới chân Trương Dương. Chuôi đao trong tay Trương Đại Quan Nhân hơi hơi vặn vẹo. Chính là động tác rất nhỏ này khiến mặt đất dưới chân hắn vỡ ra như mạng nhện, chặn lại khe nứt đó, cũng ngăn cản đao khí vô cùng bá đạo của Liễu Sinh thuần nhất lang. Động tác rút đao của Trương Dương không chút vội vàng, thân đao rút ra, lá rụng và bùn đất trên mặt đất cùng với động tác rút đao của hắn đều từ dưới bốc lên trên, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình phía trên dẫn dắt. Vì thế trước mắt mọi người liền xuất hiện một màn hiện tượng khá kỳ quái, Liễu Sinh thuần nhất lang tốc độ kinh người. Cả người giống như một viên đạn cao tốc bắn ra, lại thấy Trương Dương bên kia không chút vội vàng, mỗi động tác đều để người ta nhìn rõ, khiến cho người ta không khỏi lo lắng, đao của hắn vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, đao phong của Liễu Sinh thuần nhất lang đã chém tới cổ hắn. Nhưng mà tình huống chân chính thì chỉ có hai phương chiến đấu mới rõ ràng và minh bạch. Vỏ đao của Liễu Sinh thuần nhất lang trước tiên đánh vào một mảng lá phong, với tốc độ của vỏ đao bắn ra, lá phong căn bản không thể ngăn cản thế đao mới đúng. Nhưng vỏ đao lại giống như đánh vào một vách tường cứng rắn, từ cao tiến tới lại đột nhiên khựng lại đó, một cỗ khí thức cường đại dao động giống như nước thổi quét tới Liễu Sinh thuần nhất lang. Đây là kết quả đao khí của Liễu Sinh thuần nhất lang và nội tức của Trương Dương va chạm, hai mắt Liễu Sinh thuần nhất lang hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không thể ngờ. Một người tuổi còn trẻ sao có thể có nội lực mạnh mẽ như vậy? Tay trái Liễu Sinh thuần nhất lang rời khỏi chuôi đao, ở trong không trung làm ra động tác tìm kiếm. Sau đó toàn lực đánh vào chuôi đao, đao khí trong nháy mắt tăng vọt, xé tan cỗ khí đang ngăn cản hắn tiến lên, dùng thế trước giờ chưa từng có tiếp tục đâm về phía trước. Mà lúc này Trương Đại Quan Nhân lại biến mất trước mắt bao người, bùn đất và lá phòng ở vị trí hắn đứng vừa rồi bốc lên, hình thành một đạo long quyển đen đỏ giao nhau. Tất cả mọi người đã nhận định Trương Dương ẩn thân trong long quyển, thấy Trương Dương không ngờ dùng sức của bản thân hình thành cảnh tượng kỳ lạ như vậy, ở đây không ai là không kinh thán. Vỏ đao chưa tới gần long quyển đã bị lá phong ly tâm bay ra chặt đứt. Đồng tử của Liễu Sinh thuần nhất lang chợt co rút lại, hắn bộc phát ra một tiếng hét điên cuồng, tiếng hét này cũng là vì tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt mà kinh thán, hoặc như là để trợ uy cho mình. Lá phong đâm vào bên trong long quyển màu đen. Liễu Sinh thuần nhất lang cảm thấy một cỗ lực hút vô hình, vì thế hắn rốt cuộc không thể nắm chắc được đao, thậm chí không thể khống chế được thân thể của mình, thân thể bị đạo long quyển nuốt vào. Mọi người đồng thanh kinh hô, nhưng mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, không ai dám tùy tiện tiến lên. Khi mọi người ở đây đang lo lắng không thôi thì nghe thấy Liễu Sinh thuần nhất lang hét thảm, sau đó nhìn thấy cả người hắn giống như diều đứt dây từ trong long quyển bắn ra, va vào một gốc cây phong, lá phong bên trên cành như mưa rơi xuống người hắn. Lại nhìn sang Liễu Sinh thuần nhất lang, kimono trên người bị rách nhiều chỗ, râu tóc lộn xộn, cả người chật vật đến cực điểm. Đạo long quyển vừa rồi cắn nuốt hắn lại đột nhiên biến mất, Trương Đại Quan Nhân mỉm cười vẫn đứng tại chỗ, vẫn giữ tư thái tay phải chống đao,
ở dưới chân hắn có một vòng tròn đường kính ước chừng 2 thước, vòng tròn dùng lá phong làm thành, đỏ rực như lửa. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, đa tạ, đa tạ. Mấy đệ tử của Liễu Sinh Thuần Nhất Lang nhìn thấy sư phụ thảm bại tới thế này, tuy rằng trong lòng bi phẫn đến cực điểm, nhưng không ai dám tiến lên, không ai là kẻ ngốc cả, biết tiến lên cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liễu Sinh Thuần Nhất Lang mặt xám như cho tàn, dưới sự nâng đỡ của đệ tử đứng dậy, gật đầu nói tốt, 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 liên tục nói 3 chữ tốt, rồi rời khỏi cư tử ốc. Vợ chồng Tỉnh Thượng Tĩnh vội vàng đuổi theo. Trước cư tử ốc chỉ còn lại Trương Dương và Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử không khỏi ai oán nhìn Trương Dương, anh việc gì phải vậy? Chẳng lẽ còn ngại cừu gia của mình chưa đủ nhiều ư? Trương đại quan nhân mỉm cười, chẳng lẽ tôi phải đứng yên chờ hắn giết tôi ư? Nguyên Hòa Hạnh Tử thở dài, trong đương thời chỉ sợ không ai có năng lực giết anh. Trương đại quan nhân nói, võ công lợi hại đến mấy cũng không bằng súng. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi là nói đơn đả độc đấu, thật hiếm có khi anh cũng còn hiểu được đạo lý này, mình thương dễ tránh, muốn sống lâu dài thì đừng gây thù hằn khắp nơi. Trương Dương cười nói, xem ra cô cuối cùng vẫn quan tâm tới tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử không để ý đến hắn. Trương Dương nói, một hồi tiệc tối đang vui lại bị con rùa già này phá hỏng, gay là chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, thôi, anh đi đâu, tôi chở. Trương Dương gật đầu, nhìn ra tâm tình của Nguyên Hòa Hạnh Tử không tốt, vì thế không hề miễn cưỡng, gật đầu nói, được. Ngồi trên GTA chiến thần của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Trương đại quan nhân cảm thấy mới mẻ, vỗ vỗ ghế ngồi, xe này không tồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh đi đâu? Trương Dương nói, Hồ Thu Hà. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại buột miệng nói ra địa phương này. Vẻ mặt của Nguyên Hòa Hạnh Tử lộ ra có chút bối rối, Hồ Thu Hà. Cô ta đối với một số địa phương của Đông Giang vẫn chưa quen. Trương Dương nói, hay là để tôi lái? Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu. Hai người trao đổi vị trí, Trương đại quan nhân lái xe tới Hồ Thu Hà, trên đường hai người đều không nói gì. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn cảnh sắc bên ngoài, lặng lẽ nghĩ tới tâm sự của mình. Trương đại quan nhân ngẫu nhiên dùng quang nơi khóe mắt nhìn cô ta một cái, không biết vì sao, hắn luôn sinh ra một loại ảo giác. Giai Đồng đã trở lại bên cạnh mình. Theo sự xây dựng của nội thành mới Đông Giang, hiện tại Hồ Thu Hà đã thay đổi rất nhiều, điểm duy nhất không thay đổi là cái đẹp tĩnh lặng của nó, Trương Dương lái xe tới bên Hồ Thu Hà. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh ở đây à? Trương Dương lắc đầu. Dừng ô tô, Giai Đồng từng ở đây. Nói xong câu đó, hắn mở cửa xe bước xuống. Nguyên Hòa Hạnh Tử ngồi bên trong xe, nhìn Trương Dương đi tới bên hồ, từ dưới đất nhặt lên một hòn đá nhỏ, ném ra xa, hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ, dấy lên một gợn nước. Nguyên Hòa Hạnh Tử cảm thấy sâu trong tâm linh mình tựa hồ cũng nhộn nhạo theo, cô ta cắn cắn môi, cuối cùng vẫn bước xuống, bước lên mặt cỏ, tới bên cạnh Trương Dương. Trương Dương chỉ vào căn biệt thự cách đó không xa, nơi đó. Nguyên Hòa Hạnh Tử đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy biệt thự bị bóng đêm bao phủ, không có ánh đèn, cô ta nói khẽ, hình như không có ai. Trương Dương gật đầu, Cố Doãn Chi và Dưỡng Dưỡng tới kinh thành, trong khoảng thời gian này biệt thự thủy chung không có ai ở. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi muốn đi xem. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn cô ta, không biết cô ta vì sao đột nhiên nổi lên ý niệm này. Mà khi hắn nhìn thấy vẻ chờ mong trong ánh mắt của Nguyên Hòa Hạnh Tử, liền không do dự nữa, gật đầu dẫn Nguyên Hòa Hạnh Tử tới bên ngoài biệt thự. Trương Dương không có chìa khóa, cho nên chỉ có thể trèo tường mà vào, hắn ngồi xuống góc tường, ra hiệu cho Nguyên Hòa Hạnh Tử dẫm lên vai mình. Nguyên Hòa Hạnh Tử sửa sang lại kimono một chút, trước tiên dẫm lên đùi hắn, sau đó đặt chân lên bờ vai rộng của hắn, Trương Dương đỡ lấy mắt cá chân của cô ta, giúp cô ta bò lên tường. Nguyên Hòa Hạnh Tử vừa mới đứng vững trên tường vây thì Trương đại quan nhân đã lăng không bay qua, giống như một chiếc lá cây hạ xuống bãi cỏ. Trương đại quan nhân ngẩng đầu nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn đứng đó, giang hai tay ra, nhảy xuống, tôi đỡ cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu, tỏ vẻ không cần, bảo Trương Dương dịch ra một chút, chuẩn bị nhảy xuống, nhưng kimono cô ta mặc thật sự có chút vướng bận, cắn cắn môi, vươn tay ra vén kimono lên, lúc này mới nhảy xuống. Khi rơi xuống đất, kimono lại bị nhánh cây móc phải, Nguyên Hòa Hạnh Tử không để ý, bước về phía trước, chỉ nghe doẹt một tiếng, kimono rách một vết hơn một thước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 250.